Rồi, hello các bạn nha. Cái mặt của ok, đi nè anh em ơi. Alo, alo, đi anh em ơi. Nghe đi hả? Đó, ok, đi, 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 đi. Có cái đội thành không? Có đội thành không? Bây giờ mình lên trước đi, một hồi đồng chí nào đi lên sau thì sẽ đi xe sau. Lấy ghế xe lên sau rồi. Đúng rồi, còn... Nhưng mà nghe. Ủa gì kỳ vậy? Sao xe mình mà mình không mở khóa lên xe được ta? Ai biết đó bị lây á. Đâu rồi. Đi luôn nha, đi luôn nha. Ừ, đi, đi, từ từ. Anh mở khóa mà nó cứ không mở cửa lên được. Ông mặc 60 thôi không? Mặc giới hạn tốc độ á, mặc 60 thôi. Từ từ, từ, gần 60 luôn. Ây da, cứ từ từ rồi. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ có một cái buổi... Đi trước di chuyển cẩn thận nha. Ok, lên được rồi, lên được rồi. Xe mình nó bị phản chủ. 60 ở nhà thì 60 ở nhà mọi người nha. Niêm cái đi đi, anh lên liền. Đi Mazda đi. Mazda luôn mọi người, máu lên. 60 giờ tầm này nữa. Trời ơi trời, ngại gì vết bẩn nữa mọi người. Lên luôn đi. Tôi chết thôi. Xe gì không nhỉ? Để xe anh á, xe đua. Xe đua, xe đua. Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình có một cái buổi hỗ trợ đợt trước á, hồi đầu tiên á là mình làm bên quân đội. Mình làm bên quân đội và mình hỗ trợ quân đội vận chuyển vũ khí rồi. Thì đợt này là mình làm bên cảnh sát, mình hộ tống bên quân đội nha các bạn. Vũ khí nó đem về cho cảnh sát bên tụi mình xài thôi. Xem mình là xe đua cho nên là mình chạy trước mở đường cho hai con Rios này. Hai con Rios này nó khá là chậm chạp nhưng mà một khi nó tông xe rồi là chỉ có best of the best thôi các bạn. Rồi các bạn nhớ like và share mạnh cho mình với nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Siêu xe hả? Sắp tới có một con siêu xe mình review hơi bị đỉnh cao nha các bạn. Chơi xe cảnh sát chở thằng bảo đời đi theo và các bạn láo thiệt chứ. Ok cho mọi người đi trước mình ghé mà đổ xăng cái đã. Xe mình nó hơi tốn xăng. Có ai cứu không nằm tóc nhảy trước? Có chứ, sao mà không có được. Báo với mọi 100.000 bài mắc như quỷ á. Báo mắc quá không ai thuê đâu báo đời. Rồi chào tất cả các bạn đang xem stream của mình nha. Đợi xíu, sắp đầy rồi, còn... Tụi nào nó đem xe ra đường rồi các bạn ơi. Tụi này tụi băng đảng, cái tụi băng đảng hôm bữa mình dí nè, có con quỷ kia nó chạm vòng vô đây nè. Ồ, nó lấy xe nó chặn sẵn đường luôn kìa, trời ơi. Xe limo các kiểu luôn. Được, 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 được. Đợi mấy con rớt, mấy con rớt đây. Này anh em thấy không? Anh em thấy bên kia nó chặn đường góc kia chưa? Rồi có thấy. Nó chặn đường nó chơi trước vậy luôn á. Láo gì chứ. Để đi trước anh rời ra đường chỗ này cái đã. Đó, xe mình là xe đua. Xe đua là chỉ có việc đi rà xem là có tụi nào nó đứng núp lùm, nó chặn xe các kiểu để báo cho team nha các bạn. Đỏ đen phát hàng, đỏ đen cuối đi chứ giờ này không ai chơi chứ á, giờ này thanh niên trả giá. Để mình mở cửa cho bên cảnh sát. Mở cửa cho bên Rod đi luôn. Đây, dừng đây mở cửa cho bên kia chạy lên là chỉ có đi vô luôn chứ không có cần phải dừng lại nữa ha. Tôi mở bên này. Chán đi. Ủa chán thiệt chứ, đã mở bên này rồi mà còn ráng đâm bên kia để đi cho bằng được. Thu không biết nói gì. Buồn luôn á. Đã có cố tình dừng lại mở đường mà còn lách ở bên kia đi cho được. Lập mèo nghỉ chơi.
Mờ hả? Mình thấy rõ mà các bạn chỉnh lên 1080 xem. Nhưng mà nói chung là giờ này mạng nó cũng hơi yếu nên là chất lượng nó sẽ không được rõ cho lắm á. Các bạn xem vui vui thôi, xem đỡ đỡ thôi, mình tự tưởng tượng thêm cho nó rõ nét trong đầu mình. Thấy trước rồi, vô đi. Quế thì chứ mượt mà, mượt mà anh xem bên màn hình anh cũng mượt. Các bạn nào lát rồi các bạn xem lại mạng á. À, những cái video mình like thì đều đăng lại hết nha các bạn. Chỉ có cái video like 68 hôm bữa nó bị lỗi. Cái ông Riot phía trước này cần học lái lại nè. Không. Đá. Canh không vừa anh. Xuống. Ôi, xe đâu đông nè. Xe của mình đẹp hết. Đẹp rồi. Ok, vô mình khẽ xíu. Rồi, bây giờ do team mình thích, nó không có thích mặc cái đồ SWAT đó. Các bạn mặc đồ SWAT đó nhìn nó rất là ghê gớm. Nên mình có một cái súng hơi bị xịn nha. Team mình là dùng súng máy, nhưng mà mình mặc đồ thường mà mình lại sử dụng cái súng hơi bị khủng bố luôn các bạn. Đây là cái MG kìa, bên kia quân đội kìa. Ok, anh em đứng đây nha, để tôi đi qua nói bên kia. Đây đây, ông xếp hào bên này nha các bạn. Trời ơi, lâu quá, không thấy. Ủa? Ê... ok, cảnh sát tới đầy đủ rồi sếp ơi. Anh em tới đầy đủ rồi nha sếp. Ok, chờ okay, thôi, okay. Cho cảnh sát dẫn đường nha. Ok sếp, ok sếp. Chào anh ơi. Tất cả là sếp. Có Khang nó chạy bên kia nha các bạn. Đây 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 đây. Rồi ok. Rồi, bây giờ anh em mình bắt đầu lên xe chuẩn bị mở đường cho bên quân đội đi nha. Ông sếp Long ổng ghi là Are you really? Yes sir. Đi mượn rồi. Ông chơi đồ cho nên là team mình chơi đồ theo á, cho nên là nói nhầm á. Đi mà miệng đây vẽ lên chỗ anh không lấy ấy. Đi chỗ đi cuối chưa? Một xe đầu, một xe cuối. Mày báo đuôi theo nhìn ngứa mắt quá. Đá nó xuống. Đá nó xuống. Báo đời đi theo làm cái gì? Báo đời đó. Ê, báo gì không báo còn báo đời. Ủa? À, để anh che mặt. À, anh em mình đeo mặt nạ lên hết nha. Để hết rồi anh ơi. Ok ok. Corona chống dịch hết rồi anh ơi. Có dịch không? Ê, đã dịch rồi còn đi bắn súng nữa, khổ nhà nước ghê. Với mẹ. Dịch mà còn đi. Ủa mà vũ khí đem về cho mình xài chứ không phải cho người ta xài đâu. Đúng rồi. Ờ, đồng chí nào không muốn, đồng chí nào muốn nghỉ thì khỏi bắn súng là được. Mới lại đụng rồi các thứ ở bên đó. Đợi bên kia chứ anh, đợi bên kia phải đợi bên kia. Đợi đi đều đó. Cái con xe mà nó màu đậm đậm á là con xe chở. Rồi bên này ông cũng có mấy người chơi đồ luôn các bạn. Xe nó chạy mà nó tông cây nó tắt máy luôn các bạn nhìn kìa. Lấy vũ khí hết rồi đúng không? Chỉ qua kia dùng kỹ hết. Đúng rồi đi rồi đi. Nhấp. Các cấp cứu đi theo nè các bạn. Cấp cứu nó cũng ham gia. Nó cũng không hớt đi theo nữa nè. Rồi, bây giờ mình sẽ đi mé bên này, mình sẽ ra. Để anh chạy lên phía trước, anh đi trước cái đoạn đường này, anh ra trước xem có gì không có đâu. Ôi dồi, xe trắng. Rồi, nhiệm vụ của mình là đi con xe đi đua này, chủ yếu để đi ra trước đường cho bên cảnh sát nha các bạn. Để xem coi là có gì nguy hiểm mình sẽ báo trước luôn. Đây, xe đó đi đầu tiên, Harriot đó, thì khi mà có những cái thứ chặn đường nó sẽ tông luôn. Chứ như cái đợt mà vận chuyển tù nhân đó, đi con xe hơi cụt bắp một xíu. Và khi đó thì phải nói là bị từ kia nó chặn được một phát là nó bị tắt máy, nó hư luôn. Còn Riot thì nó ngon hơn. Đó, Riot xong rồi theo đó là một dàn xe quân đội. Okay.
xe tới rồi mình đi tiếp thôi. Lúc mà nhìn thì các bạn thấy là mấy con xe nó hơi lệch lệch xíu là do bị sao quá không có đồng bộ kịp cho nên là các bạn nhìn nó bị lệch pha xíu không cao không sao đâu nha. Ok tới đây có vẻ clear. Ôi cái đường này nhìn đá dữ ta. À mình đợi luôn. Rồi tối nay sẽ có tài xỉu nha các bạn. Tối nay sẽ có kèo tài xỉu. Bữa tiền mình ăn được là 30 triệu mình đang cất trong người nè. Sao đâu tất tay cái gì đâu mà phiến quân chặn đầu á. Mình nghĩ là phiến quân không có dám chơi kiểu này đâu. Tại vì chỉ có băng đảng nó tập hợp lại với nhau nó mới đủ sức mạnh cho phiến quân chưa có đủ. Mình cũng trong phiến quân nhưng mà phiến quân chỉ đi phá ông Hào là gọi là phá nhỏ nhỏ thôi, riêng riêng thôi. Chứ phiến quân mình với Bi với lại mấy thằng phiến quân mà đi gọi là đi phá nguyên cái đám này nó bắn cho người lỗ không chảy nước nữa. Ống cổ nó xuống. Đó, chặn đường rồi quẹo vô. Bên kia là Khang chở ông Hào nha các bạn. Tại vì ông Hào ông liên hệ với mình á, ông kêu mình là về chạy xe quân đội cho ông đâu vận chuyển vũ khí. Nhưng mà mình bây giờ đang làm bên cảnh sát rồi, với lại mình cũng không có tiện á, thì mình nhờ Khang. Tại vì Khang các bạn biết rồi đó, Khang có một cái gọi là tay lái cũng khá là lụa, đua xe được trước cái Ben thắng rồi, cho nên là mình khá là tin tưởng Khang. Bác sĩ nó đi theo nó còn chở bệnh nhân đi theo chơi nữa chứ, giả mang là bác sĩ thiệt. Các bạn nhìn nè, này nam đất chứ nào đâu, thanh niên đi theo đu theo mà còn bị thương nữa. Rồi cầm súng lên, thằng nào mà tới chở các bạn nhìn cái mặt nạ của mình nè, đúng gọi là cái mặt nạ này là bao chống luôn. Nhưng mà để hồi mình đi thay mặt nạ này nhìn nó kỳ quá. Cái gì trời ơi thằng này tới số rồi, chết hay gì á. Cầm cái này láo thì chứ. Láo thì chứ bạn, tới số bạn, cây đó bạn nghĩ ăn lại cây này không bạn? Bạn láo thì xuống đi chứ bạn còn chỉ cho tôi nữa bạn. Súng đạn vô tình bạn ơi, tôi bấm nhầm là bạn chết á. Tôi thấy bạn láo lắm rồi đó. Láo đó giờ bạn ơi, giờ mới biết là trễ rồi. Bạn láo thì chứ bạn cầm cái này bạn bắn người ta. Bạn quá đáng vừa thôi chứ. Sao đâu cho người nó đục vài lỗ trên người nó cũng không sao đâu bạn ơi. Rồi bạn bây giờ tôi ăn 50 đô của 50k đô của mình, bây giờ bạn còn làm vậy nữa, bạn láo thì. Ủa đâu ra 50k đô gì ta, không biết không quen gì luôn trời. Láo. Tôi ghi chiếc xe này của bạn nha. Ok. Bán cái nó bỏ đi láo đi. Mấy này chưa ăn đạn của nhau các bạn đâu, giờ này đâu ai cược đâu, tài xỉu giờ này kệ bỏ đi. Chiều chiều tới tối tầm khoảng 200 mấy, kèo 200 mấy mình ăn nữa mới ngon. Giờ đứng đây coi thằng nào nó tới rồi mình xúc nó về xe cấp cứu luôn. Các bạn nhìn xe cấp cứu đi theo. Xúc sẵn luôn á, thằng nào mà tới là xúc luôn á. Thử vài viên đạn nha. Ôi nó đầm luôn các bạn ơi, 100 viên lận. Nã xe tụi nó chắc nó nổ xe luôn á. Cái gì? Đua xe hả? Đua xe hả? Lấy xe này đua xe kia. Được chơi luôn, kèo 1 triệu chơi luôn không? Kèo 1 triệu trong người đang có 1 triệu này. Thôi kèo chơi không chơi. Thôi kèo 1 triệu không chơi. Ủa gã đua mà, gã đua thì chơi sao mới chịu chứ. Đèn này phá đi, sao đâu mốt người ta sửa lại mấy hồi. Ok. Đợi xíu để giao hàng bên trọng, bên giao xong bắt đầu đi tới một điểm đó nha các bạn. Đêm nay cũng khá là yên bình á, không có băng đảng nào tới để phá phách hết trơn. Im mắng đó các bạn. Sao mình nghe cái tiếng bắn thôi. Sao nghe tiếng bắn. Ê, ê, ông nào ho đó. Ai mới ho? Ai mới ho? Bắn súng, bắn giết nó, bắn nó. Đừng có cho nó đẻ trứng. Đừng có cho nó đẻ trứng nha. Đeo mặt nạ. Ghê thiệt chứ. Đứng kìa mình nó ho. Ớn thiệt chứ. Rồi giờ đứng đợi thôi. Thằng báo đời này bây giờ mình viết báo nhanh lên. Viết báo liền để khai trương sắp xe. Thôi là đạn vô người. Đây xe cấp cứu sẵn luôn. Lẹ láo. Có 100 ngàn gì hết trơn á. Láo rồi chứ. Cái gì? Nói giờ bạn kể tôi hơi nhiều. Thằng đó báo đời nó giết nó vô khống cảnh sát kìa bạn có thấy không? Thằng này hả? Phải cho nó vừa cui vô đầu đó bạn hiểu không? Clear. Có mặt vô cục điện bạn ơi. Có mặt vô cục điện. Nhanh. Quay từ mình nghe tiếng xe tải. Mình nghe được tiếng xe tải. Xe cảnh sát. Tôi cho bạn ăn Covid bây giờ.
Đi ra nha, tránh ra nha, tránh ra nha. Ho ho là ăn đạn đó. Phải cẩn thận luôn đó. Từ bạn ơi, nghe lệnh sếp không có được bắn với tôi, vừa bắn là bạn chết rồi đó, coi chừng á. Bạn cứ đợi tôi ho cho bạn bệnh chung với tôi giờ á. Báo ơi, báo, nó nghe nè báo. Nhảy qua ôm Hùng nó một cái cho nó khỏi ho nữa báo. Hùng lâu lâu vô, Hùng lâu lâu vô. Ok, đợi lâu dữ ta, xong chưa mấy sếp? Không, mấy anh kia nó lợi dụng thời cơ đi chứ, nó lợi dụng cảnh sát đi vận chuyển thì nó lại đi cướp tạp hóa. Thiệt, cái băng này tối ngày chỉ có mỗi đi cướp tạp hóa thôi. Nó mấy cái đèn này, ổn quên, ông sẽ không cho bắn. Bắn ra được không ta? Cái này chắc được. Cái này chỗ cái tiếng nó lớn lắm luôn á các bạn. Bắn một cái tiếng nó vang tới đâu luôn á. Tiếng súng nó siêu lớn luôn. Ờ, xong chưa anh em? Không, sếp coi xong chưa, ông sếp lâu dữ vậy. Chuẩn bị di chuyển. Lấy súng từ trong ba lô ra. Thằng quái nhà báo đời sao chứ. Để tôi ho, tôi lây bệnh cho đi. Thôi, xe này khóa cửa rồi, đừng có mơ mà lên. Rồi, ok. Giờ để xem coi đi đường nào. Nói mình dặn đi đường nào ta. Anh cẩn thận ông Trần BD. Đi bên này nè, đi bên này nè. Ui, bên này, đúng rồi, bên này. Rồi anh em Riot quay đầu xe lên đây. Rồi đi nè mọi người, đi nè. Đi ra đường cao tốc, á. Rồi, chiếc Riot lên đầu đi. Ok. Đi anh ơi. Ok. Ê, mình cảm giác thằng nào biết ngay thằng cổ hồn nè. Nó bắn cái bánh xe của mình. Mình nghe cái tiếng bụp vô cái xe mình á. Ủa sao tự nhiên cái con xe mình ai bắn ta? À, trước này có một xe Lambo màu trắng ngược chiều chuẩn bị xuống nha. Anh em cẩn thận á. Đi sửa xe cái đạn quỷ nào bắn bể bánh xe à. Nó ác lắm luôn, nó thề ác lắm luôn đi. Đang ngồi trên xe nghe cái bụp phát. Coi chừng cái con xe màu trắng. Màu trắng đúng không? Rồi. Thấy nha, thấy đối tượng nha. Ý bên này. Ok, xong rồi các bạn. Dạ. Có pháo sáng. Có pháo sáng. Cảm giác giống như là có cái nhóm mà nó đang đứng nó bắn lén á các bạn ơi. Tại vì cái chỗ pháo sáng này như một băng đạn. Từ từ, hình như cái pháo sáng này thằng quỷ báo đời nó bắn chứ mày chừng á. Đóng cửa xuống. Ừ, đuổi nó ra cho nó ra nằm giữa đường đi, thằng quỷ nó phá không à. Ai đang chở nó đá nó xuống khỏi đường đi. Pháo sáng với cái quỷ nhà báo báo đời đó, nó bắn vô ai vậy? Thằng báo đời nó báo đời đúng báo đời luôn các bạn. Nó không làm cái công việc gì ngoài cái việc đăng báo mà ăn 100 nghìn một bài. Mình đưa nó 200 nghìn nó lại đăng được 3-4 bài vậy đó, xong rồi nó nghỉ luôn. Nó giữa đường luôn, chết mẹ nó luôn. Rồi xe cảnh sát, xe cứu thương, ok. Lấy pháo bắn ông Duy, ủa khác gì bắn anh? Tại mình là biết mở đèn á các bạn, mở đèn nó hú cái còi nó ồn quá. Để sau này có cách nào mà để bật cái đèn không mà không có bật hú còi nó sẽ hay hơn nha. Đoạn này là nó sẽ cách khá là nhiều cho nên mình sẽ đi cùng cái đoạn đường mình, có gì mình cần hỗ trợ thì mình được. Chứ nếu không thì đi bên kia là không có hỗ trợ được nha các bạn. Có xe nè. Cứ tập hóa nó làm gì bển á. Ủa nó bắn kìa đúng không? Ủa thằng quái nó bắn pháo sáng nha trời. Ui. Có xe mô tô chạy theo nha. Nó bắn pháo sáng kìa, nó làm đèo đường á. Tôi chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Bật màu lên, có mô tô đi theo. Khoan, để con cắp cương, để con gặp ba máy lần cuối kìa, đợi coi video tiếp. Đây, để anh chạy qua bên hầm, anh đứng bên hầm anh coi. Vô hầm không sao đâu. Ok, trong hầm clear nha. Mọi người cẩn thận khi ra hầm bị úp nha. Ra hầm thì hiện tại là không có. Có người bắn.
đằng sau này, sát đằng sau. 80m, 85m, còn phải. Ôi, giữ con cách. Cứ đi. Rớt chú chạy à. Thằng quỷ. Có xe đi theo nha. Không nha. Đội thật trên núi nha. Anh Duy chặn là chứ nó lên Duy. Ok, nó có chặn rồi. Cái thằng quỷ bên quân đội nó bắn. Cái thằng quỷ quân đội nó bắn xe mình các bạn ơi. Bọn này cái này cái này cái này cái này. Hay nó bắn thành hũ cái sao á. Bắn trời ơi, nó bắn một viên mà tôi bị sốt cái đít tôi ra luôn. Trời ơi, thằng quỷ quân đội nó bắn xuống ai hết trơn á. Bên trái cao tốc ngược chiều cao tốc có xe mô tô đi theo ở phía cuối đoàn. Đường ray có nè. Cái đường ray với bên hông có một chiếc mô tô chạy theo nữa. Thằng quỷ này nè, cái thằng quỷ này nó bắn mình chống ai chân kìa. Phía sao hiện tại phía sao có đang. Ủa một xe rớt đi phía sau đâu rồi? Một xe rớt đi. Xe rớt này nè. Có quân đội cấp cứu. Có 3 chiếc xe chạy theo mình nha, tổng cộng là 3 chiếc á. Hiện tại là 3 chiếc. Wow, băng ô sáng xong bỏ. Chiếc 50 dịch chuyển lên trên rồi. 6 vô lai nè. Tắt đèn đi, nó hút bên quân đội đi xe giữ công cách tại tí dễ tông quá. Khi nó chạy 60 á. Nó chạy ghê lắm. Bật đẹp lên, đẹp lên, tầm 60 á. Có sáng. Bao sáng không bao sáng. Bao sáng bắn từ bên trái qua nha. À, anh em ơi, cẩn thận trước này đông xe nha, đông xe. Không hiểu sao mọi người để khu vực cận sau này. Không hiểu nhé, có mấy xe rồi. Có con xe mô tô nó bắn pháo sáng, các bạn đi theo nó bắn pháo sáng, nó báo kiểu như nó báo vị trí á. Mình muốn lên mình xúc nó cho nó rớt xe ghê luôn á. Đoàn đang lên nè. Xéo lòng như bằng ranh anh. À, ông ngao đá, ông nâng trước anh á. Ông đập đá thôi mà ông nâng lên á. Trên này clear nè, nhưng mà qua cái đoạn này mình sợ là qua cái cổng này hơi có vấn đề nè các bạn. Trong bụi này nó tự dưới nó up lên được ha. Trạm xăng. Sợ là sợ từ cái cổng này nè. Vừa qua cái tụi nó up sọt ha, tại vì cái cổng này là cái cổng mà đi chậm nhất. Trời ơi, đi nữa. Gần tới biên giới rồi. Biên giới mà mở cửa này em đi thẳng qua luôn nha. Đừng có đi ngược chiều như nãy nữa nha. Quê lắm á. Ờ, anh Long ơi, anh kêu mày dứt chạy lên trước mà anh. Cây xăng bên phải có người, cây xăng bên phải có người nhưng mà có tiếng súng nè. Một chiếc xe một trắng Có một chiếc xe một trắng nữa kìa. Có xe tải lên. Mọi người để ý là nếu mà bọn nó là đóng giả là tường dân cũng có nha mọi người. Để ý mấy chiếc xe đấy. Xe phía sau đường hơi nhiều nha. Đằng sau hơi nhiều đấy nha mọi người. Đây anh chặn lại cho, anh chặn lại cho đi một đoạn đi. Anh chặn lại rồi, anh chặn lại rồi. Anh không xấu nhất là tụi nó chạy lên nó bắn súng không có đó mọi người. Để ý với chiếc xe đó. Tiền hết xăng nha, tiền hết xăng nha. Ok đi. Chặn được mấy thằng nhưng mà anh Long nó lộn xộn chứ gì. Anh Long anh mờ lên kêu medic đi chuyển phía trước luôn. Giờ đi đâu không? Cơ thành phố đi đâu không? Vô trung tâm mình luôn, vô trung tâm ra cổng sau. Có chiếc mô tô với lại chiếc 880 cho mày chạy theo rồi bấu chiếc phía sau luôn. Ai sạc mờ lên kêu ai megaphone lên kêu mày chạy lên trước đi, mày chạy lên trước luôn, mày chạy giữa cái phòng không. Nha mô tô nhá. Thấy rồi. Có chiếc tao hình như một chiếc cứu hộ phải, một chiếc cứu hộ phía sau mình nữa. Có một chiếc cứu hộ phía sau. Này có khi nào bọn nó giải dạng phía sau như là phía trước ta. Ừ, tại vì phía trước á là nếu mà nó chặn là mình sẽ biết trước được, mình dừng lại trước hoặc là mình tông qua luôn. Cho nên khả năng cao là nó úp từ phía sau. Phải chừng á, cẩn thận á anh em. Wow, mọi người có hai chiếc 80 ở phía sau mình nè mọi người. Hai chiếc màu xanh nè. Cứ kia đi. Để coi đường trên này nó clear nha các bạn. Đoạn này gần tới thành phố rồi, mong là vô thành 5 phố. 5 chiếc rồi nha. Một thằng luôn, mô tô chạy núi rồi. Chiếc mô tô áp sát từ phía bên phải nha. Nó lên tông luôn nhá, nó lên tạt đầu nó luôn nhá. Mô tô mình không sợ, mình xe lớn mình không sợ mô tô.
Wow, đông vậy. Có một chiếc xe vượt lên à. Có lên đi. À chiếc này vượt lên. Một chiếc 810 vượt lên. Ui, đây 20 nào. Nó bay chim nữa. Có một chiếc xe màu đen phía sau mình nữa nha. Đằng sau còn ai không? Đằng sau còn xe nào không? Còn, đằng sau còn một chiếc. Chiếc xe bên mình kìa. Trưa nay anh không có làm kịp nha các bạn, nói chung là tính nhất tới nơi thì cũng có nhiều lúc bận này kia nên là không có làm kịp. Trưa nay có uống một xíu cồn. Anh ra là lúc về xong rồi cái ôi. Ông quân đội này dậy ghê quá. Quân đội chạy sai sai rồi, sai nhỏ chạy trước còn. Ờ anh em ơi phía trước có chặn đường, phía trước có chặn đường. Xe rớt okay, xe rớt tổng thẳng luôn nha. Phía trước có chặn đường nha, rất là đông nha anh em. Mọi người đường nha. Em ơi, trên cầu đông lắm, trên cầu đông lắm. Trên cầu rất là đông, trên cầu rất là đông. Dừng anh em trên cầu đông lắm anh em ơi. Trên cầu đông. Phía trước có chưa? Tại sao lại cho hai con cấp cứu nó tông trước? Trời ơi. Tại sao lại cho? Ôi, đông lắm nha, đông lắm nha. Ủa nó tàu không có nổi. Đâu. Bây giờ lại rồi. Bắn đi, bắn hạ đi. Một yếu là trên cầu. Mình đi. Mình có được tính là mình đi móc lớp không các bạn? Các bạn ơi, mình có được tính là mình đi móc lớp không? Trên cầu yếu rồi nha, trên cầu một. Yếu rồi. Các bạn ơi. Mọi người này mấy chiếc xe sắp nổ rồi mọi người. Còn mình bắn nó sao nó vẫn chạy vậy? Ê da trời, tôi bắn hết băng đạn cho nó luôn á trời. Ê cái thằng quỷ mặt quần. Ôi, bắn nó hết luôn á. Bắn nó hết đạn luôn á các bạn. Thằng này nó vẫn chạy được kìa. Ok, nằm rồi. Mình có được tên là móc lớn các bạn. Mình có được tên móc lớn. Trên cầu còn. Trên cầu đông lắm. Đang nấp trên lắm. Anh đang trên cầu nè, anh đang móc lớp nè. Má chơi chơi vậy. Yêu nào, người ta không biết. Một người chạy rồi nha. Để mình chơi sạch lại nè các bạn. Chơi an toàn. Mình thấy chơi chơi dơ xíu thôi, mình chơi sạch lại rồi nè. Rồi chơi lại với mình đi. Rồi, mở đường đi. Rồi di chuyển. Lo, dừng lại đợi chứ. Anh em đi mà bắt được đối tượng thì cầm tay về nhá. Hoặc là đi theo xe cấp cứu về đồ. Trên cầu clear, rồi nha mọi người, cầu clear rồi. Ở dưới này vẫn còn một chiếc xe đen nha mọi người, xe đen bốc khói. Có một xe ngược chiều. Về sở mình luôn rồi Duy à. Đúng rồi, về thẳng luôn. Có tiếp hai xe nha, còn hai xe nha. Ờ, này cẩn thận nha, cậu dưới này còn xe chặn nữa nha, cậu dưới này còn xe chặn nữa. Mình cầu... bây giờ ví dụ mình núp ở đây có thằng quỷ nào nó chạy từ dưới nó lên nó tông mình phát vô đích xe của mình luôn không ta? Có hai rớt tông luôn mới được chứ. Được, chơi đi trước đi. Rớt đi trước đi. Cho hai con cấp cứu đi, nó tông không nổi. Mấy chắc chạm được. Ông Hào vô này, ông Hào đâu ông vẫn chọc nha, nãy mới gặp ổng xong á. Máu tiên mình móc thằng kia nó bị đỏ đồng bộ bắn không chết đó chứ thằng quỷ kia bắn mấy viên à. Còn cái thằng kia mình bắn cả nguyên một răng đạn 100 viên luôn mà nó vẫn chạy qua nó bắn mình được. Ghê thiệt chứ. Hai cái cầu dưới này thiệt clear nhưng mà cái cầu cuối này có vẻ xe... lại thấy có xe dừng lại. Cầm súng sẵn luôn nè. Nào tới là dứt. Chạy ngược chiều nha. Em sát thì lần sau này. Anh Long ơi, chạy hơi xa Long ơi. Có xe xanh, xe xanh theo. Bắn mấy cái quán này. Mình bắn nó luôn. Anh em đi. Đi. Thằng quỷ này.
phía sau đó là đông xe nha anh em. Phía sau đông xe lắm nha anh em. Phía sau cái khúc nào vậy? Phía sau đông xe lắm nha, phía sau nguyên một đoàn xe á, đông lắm nha. Ôi đông lắm á, toàn là cam cho không á, coi chừng á. Ủa đông vậy? Ủa mấy ông này không đi cổng sau hả? Không, dừng ở trên trước rồi. Ủa bây giờ cổng trước hả? Ủa gì cổng sau kìa? Ủa nè hai quân đội thôi kệ đi, mình ra mình bầu đầu luôn đi. Không đi được đâu, đi không được đâu. Sao quân đội đâu đi được đó được? Đội to lắm. Quân đội chui vô đây rồi. Quân đội chui vô xe rồi. Ôi cảnh sát xuống xe sao giờ mọi người? Chạy đường. Từ nha, đường bên kia đông xe, đường bên này vắng quá. Đường bên này mình đứng vắng quá các bạn. Chạy vòng luôn. Thằng chồng nó chạy luôn. Nó chạy xe mà nó xuống xe cái bị thằng nào nó cán ngang á, nằm tại chỗ luôn các bạn. Tội nghiệp thiệt. Ủa, nãy giờ chạy xe hả? Em chạy xe ha. Ok. Đứng canh nè. Cái này hướng kèm xin hướng nào, kèm xin hướng nào. Giờ mình đứng lại nhắm công đi đâu. Hướng 160 nha. Góc cây có đá hả? Bằng nè đẹp nha. Ôi, có vẻ như có vài thanh niên như tấn công đồ cảnh sát luôn các bạn ơi. Xuống đi. Mày nhìn mặt là biết luôn rồi. Sống cái nổ. Nhìn mặt là biết ai luôn. Bắn đông lắm nha. Ra bắn đi sếp, cho quen sếp. Ra ăn đại cho quen sếp. Ủa nó bắn ở đâu vậy? Ủa nó bắn ở đâu mà mình đi tỉnh quá vậy? Ủa nó bắn ở đâu vậy? Trời ơi, ra bắn cho quen sếp ơi. Ủa nó tấn công từ phía sau vậy hả? Ai dứt kèm mà đụng thở trước đã. Chơi núp không vậy? Chơi vậy ai độ? Không công đậu thích là ổ kèm núp không à. Đây anh em chính là để tôi bắn cho. Ờ để tôi nhà, bắn cho một ý rồi, một ý rồi. Nào. Bên không góc nhà để bên không góc nhà mới mọi người. Bắn cho nó sợ thôi, bắn nó trúng thôi các bạn nhìn nè. Đạn nó nhảy tùm lum hết trơn. Con. Bắn nhà nhiều lắm nha các bạn. Thật sự công đô luôn. Ơ kìa, ai đặt cái này vậy? Ơ kìa. Nóc nhà với hiện tồn vẫn có nha. Bên thời tiết. Có vẻ như tụi này thích chơi nóc nhà lên nóc nhà hơi bị đông luôn á. Bạn của tao chơi là hơi căng rồi. Không bên này không dám. Bên này mà bên đông nhất. Tại sao đồng chí chết lại không đến, đi lên. Đi lên cái nóc nhà của cái đồn mình ấy. Đồn mình lên nóc nhà mà đi lên. Đi lên cái đồn nóc nhà sao? Lên đồn nóc nhà bắn đi. Nó qua kìa. Cái cửa giám sát. Ôi đông. Dạ. Bảo vệ xe nè anh em ơi, chui vô trong đồn chứ vậy. Xe này là xe của mình mà. Không thằng này mà. Mình bảo vệ xe á. Con. Mới thấy một đám nó mặc cái quần trắng nó chạy long nhong bên kia các bạn nhìn nè. Ê, à, nóc nhà bên. Nóc nhà còn giữ được không? Lên nóc nhà thủ nha, lên nóc nhà thủ. Bị gì tao, mày ngồi bắn nó đi. Hết đạn sống rồi. Ở cái góc đường bên phải đường công qua kìa, đang công qua kìa. Đâu, ở dưới đường đông lắm. Đồ mày có nhà một người nữa lên nhà. Nó công vô đồn luôn rồi. Nó công bên ngang đồn luôn rồi. Đồ đụng mất gì hết táo luôn. Nó công ghê lắm á, coi chừng á. Nó công cái góc xéo á, núp trong đồn á. Đồng mà. Nó vô đồn luôn rồi. Có hai ba đứa công vô đồn. Công nghe đồ. Xe xuống sao? Nó vào trong hết đồn rồi. Nó chưa vô đồn rồi đó. Công an rồi. Đó. Ôi bị thương quá trời luôn kìa. Hỗ trợ trong gần đồn ấy. Nó bắn công rồi. Thay. Chạy nha. Khỏi nha. Rồi mình thấy mà bây giờ mình sợ thằng sao nấp. Ủa, mình sợ sao nấp ngược nữa rồi các bạn. Các bạn nghe cái tiếng đạn không?
Xin lỗi. À đây đây, đây. Trên cầu, trên cầu, trên cầu, trên cầu. Phía sau, cái cầu ngay bên chỗ kho xe của mình á. Có. Có thằng móc, có thằng móc. Nóc nhà bóng trói, nóc nhà. Đông quá các bạn ơi. Tới điểm cuối nó móc đông quá. Đối diện đòn có một ngay cái cửa hàng con nè. Toàn rồi, toàn thật sự chứ. Nó ép từ gọi là đủ tứ phía luôn á. Bây giờ mình kiếm bức tường mình vô mình đứng đi, an toàn. Giờ mình lấy đạn ra được đúng không? Mình vô kho vũ khí mình lấy đạn ra được đúng không? Được. Còn đạn không? Hết đạn vô lấy, Mà chui vô chổng, qua chừng ở chổng có người hết chứ. Này có mấy thằng nó chui vô chổng á. Vô gặp hello nó một cái nha. Rút sạch dân cho hello nó cũng được. Đồng mà. Đồng mình mà. Ê, phóng viên chiến trường trốn chổng. Lên nóc nhà đi, lên nóc nhà lợi thế lắm. Chỉ cần hai người cầm M4 thôi. Thành mới giết được khoảng hai thằng ở trển ấy. Trong trong đồn có người mới là vấn đề. Nóc nhà yếu hết rồi, nóc nhà yếu hết rồi. Thằng nào công nhà báo trong này vậy? Im lặng quá. Trong chổng. Nóc nhà yếu vẫn có nha. Ờ, trong đồn dưới chỗ giam có người đúng không ta? Thấy có. Ai vào đồn thì nhớ cầm kia nha. Sập lên nha. Ủa trong đồn mình có được lấy lại đồ tiếp tế không? Có. Được, đồn bên má. Được mà. Máy thôi. Định ở trong đồn không? Trong đồn không có nữa rồi. Khoa kìa. Có mọi người. Hình như mấy đứa kia nó ngoài đồn các bạn ơi. Mấy cái tên ngoài đồn. Cầu có người. Có anh em coi chừng á. Cậu có người, cậu hồi nãy nó móc người phía sau rồi. Quân đội nếu mà chỗ mình tốn hồi này phải canh liền. Quân đội nằm quá trời kìa. Bắn rác thiệt. Nóc nhà sao đủ rồi nha mọi người ơi. Đây nóc nhà. Rồi thằng nào? Cái nóc nhà dưới cái gara. Rồi nó nằm luôn rồi. Thằng nào? Giỡn mặt với MG hả mấy thằng nhóc. Đây có người nè, mình mới thấy đây có người nè. Giữa mặt với MG hả? Đây. Ủa mọi người, tống hết đạn, giờ lấy đạn thôi giờ mọi người. Vũ khí, vô kho vũ khí lấy. Chống đối nè, này nó đứng đây là nó bắn. Rồi, nóc nhà clear 2-3 người nè. Ui, MG ngon quá. Ok không được. Em công nó ngồi đó nha. Là một người không được thay giá. Ồ. Được quyền lấy súng lấy đại thôi. Ủa sếp ơi sao nằm là sếp. Không bắn cho nó nhà kìa. Sao vậy sếp? Ngồi trụ sở vẫn còn, sở ngay chỗ công cửa hàng vẫn còn. Sao bắn tôi đúng không? Đâu trời đang bắn bên kia bạn. Sao vậy? Sao bị gian đại rồi? Rồi người sáng không có súng nhắn các bạn ơi. Chưa clear được nha. Ở đâu rồi? Ê có thằng chạy vào. Cái tướng nó điên cười quá. Chuyển vào bên trong. Mời về để chúng em lo. Nóc nhà nào sếp ơi. Ở ngoài trụ sở còn mọi người ơi. Quân đội thắt tủa rồi này. Nóc nhà cái biệt. Quân đội thắt thấy rồi. Thấy chưa, ông nãy ông chốt đi giữ vô, ông ra ông bắn là được rồi, ông lại đi quân người rồi, ông lại đi ông đi chốt. Sếp Hào bị gục rồi. Sếp Hào nằm rồi, sếp Hào nằm trên nóc nhà. Kệ nó bắn kìa, nó bắn. Nóc nhà ra có người. Sao không thấy ta? Sao? Đằng sau á, Duy ơi. Chứ mà luôn á. Anh nhìn chưa ra được, nó bắn từ hướng nào nữa. Nó bắn ngay cái góc, em đang bắn luôn nè. Ủa nó bắn từ hướng nào, sếp chỉ em bị cận, em không thấy nó sếp ơi. Trời ơi, nóc nhà nó bắn kìa, đâu dữ vậy ta. Thằng không rõ đâu. Nó vô tới tận trong rồi kìa. Tận trong hả? Không, chưa. Nãy tao mấy thằng nó chưa vô đâu. Để dư xuống dư. Không thấy được là cái nóc nhà nó bắn từ hướng nào luôn á. Lít đờ cũ vào, không phải. Không, bắn luôn. Bắn luôn, đồ của mình mà, nó phải được đó. Cứ ai vô là bắn hết á. À đây. Cầu đông lắm nha mọi người nha. Phải, trong trụ sở mình có người bắn giùm luôn mọi người. Kìa khoan kìa. Bắn một cái khoan nè, bắn lộn một cái khoan đây nữa. Bắn lộn một cái khoan với khuyết ở đây nữa. Ở đây mình có bắn không? Bắn rồi, chết rồi. Một trụ sở rồi. Nóc nhà còn nhiều, bên ngoài còn nhiều rất nhiều nha. Dưới nhiều lắm.
Mấy quỷ ở trận đi bắn lộn nhiều lắm. Từ từ. Từ mà mọi người. Nè, này ra ngoài đường. Để thủ dưới ra, để thủ dưới ra. Em thủ trong trụ sở là em thủ trong trụ sở là một người thoải mái đi. Không, phải hai người lận. Cầm đỡ anh cầm tập gần. Tập gần ra thì á. Mặt chó đó nha, mặt có không một chó. Đâu đâu, hồi nãy kia bắn được rồi, đằng kia bắn nó muốn hết máu rồi, xong rồi nó chạy vô trong kia nó nhắn khoan. Kìa, dưới có kìa. Ok, ok, nó nằm rồi, nó nằm rồi, nó nằm rồi. Rồi, 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 rồi. Cái xe quân đội đó dưới còn nằm rồi. Mấy ông quân đội, mấy ông quân đội nằm. Còn, 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 chưa, bên ngoài còn. Bên ngoài vẫn còn, đằng sau xe Zewat, đằng sau xe Rush. Thấy rồi. Đằng sau hả? Ý. Ê, không gì thấy. Ui. Đây này, mình thấy cái cây này, đây, 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 đây. Đây có gì mọi người nói. Có. Đằng sau xe còn hai người nè, mới thấy chạy vô hai người. Chết rồi. Chết rồi, cam nóc vậy là chết. Sao rồi, tình hình sao rồi. Nên nói tên sao rồi. Giờ nó chạy. Quân đội ngoài còn không vậy, quân đội ngoài còn không vậy. Quân đội ngoài nằm hết trơn rồi, giờ còn có vài người trên nóc à. Còn vài người thôi, bên ngoài còn vài người thôi, cố gắng lên. Ừ, bên ngoài còn hai người hay ba người vậy á. Có một khẩu MG nha mọi người. Em lên luôn á, em vào. Đừng có ra, có MG á. Đang ra ngoài vậy, ai đang ra ngoài vậy, vô đi. Vô kho vũ khí, xuất hình ra. Rồi, nó định lên, nó cướp xe vũ khí, bị bắn rồi. Còn lấy thật kinh nó không cho nè. Nó em lại không lấy thật kinh được. Mình sợ bắn trúng á chứ. Mất các bạn. Cái nè. Đồng đội nằm la liệt luôn, mình sợ bắn trúng á. Chứ vấn đề không phải là mình bấy giờ nó không hiện ra này. Mà vậy được rồi mọi người, ổn rồi đó. Rồi nằm còn một người cuối cùng. Bên ngoài còn một người ha, cố lên mọi người. Anh đánh trên nó hả? Luôn nè. Để ra lên nè. Đây mình có. Có xe vô. Đi bên ngoài còn đông lắm. Quân hoàng đông lắm. Mày cho chạy đi, con một thằng chạy, con thằng ơi. Rồi năm còn xe kìa. Chạy nè đang chạy kìa. Thấy rồi nó mắng anh ơi. Đằng sau của ma chó người. Mọi người nãy có thằng chạy đó đó, đi thẳng nữa đó lên. Anh đang canh đứng canh xe nè, con tụi nó lên lấy xe nè, nãy có thằng nó lên lấy xe rồi. Nó bước vô lên xe được rồi, xong rồi nó bị bắn rớt xuống rồi. Ê, sao chú em có người nè. Đằng sau nè. Đâu vậy? Sao là ở đâu? Đừng nói đằng sau là không biết ở đâu hết đó. Cái chuỗi xe rớt đằng sau á. Niệm cứ bắn đi, tôi đứng đi, tôi canh nè. Niệm phải ba lát đi. Đau quá. Em xin lỗi, mấy anh ơi. Mấy anh hai đi. Đâu vậy? Mọi người có chừng á. Đâu vậy? Đâu quá. Ra đây công vô nè, cảnh sát ngoài cẩn thận nè. Quý. Anh vẫn còn trên nóc, để anh đi lên trên nóc. Lên nóc mà bắn được á. Mình luôn á. À, mình luôn. Phía ngoài luôn là bắn được á. Hẹn gì, tự nhiên. Nè, xe tabu nè các bạn. Đâu, xe Riot nào ta? À, Riot nãy hả? À, anh thấy rồi. Ba thằng chứ nhiều. Ba thằng. Ở nhà báo biết nào đây. Đứng trên nóc nó không biết luôn á. Ê, có một thằng chạy vô kìa. Không, không đi dưới trường, ông đứng giữa đường, ông biết báo luôn ghê thiệt chứ. Có một thằng chạy vô xe. Nè, nó đây nè các bạn, nó đây. Anh ơi, giờ không được. Mình thấy mình không bắn được. Blue đây hả? Blue kìa. Đây. Xong rồi. Ơ, thằng này, áo trắng thằng nào đây? Mọi người cố lên. Xe ta. Bắn thằng nó rồi bắn hả? Cái thằng áo trắng á. Đồ chỗ ta đang bắn lộn mà đi vô tay. Áo trắng gục. Từ, phía sau còn rồi, phía sau. Cứ sau đi. Không biết ai á. Phía sau định móc ngược lên hay sao á. Đợi lướt vào đi. Coi chừng nó đi cầu thang bên kia á. Có mẹ chết rồi, kêu mẹ nó đi cầu á, có một thằng định lên nó cướp xe các bạn. Mọi người. Ờ lấy không? Ê, để móc ra bà. Móc đằng sau á. Cái kia phải cắn, không ai cắn sát cho mình. Chạy ra chết. Đằng sau kìa. Có xe chạy vô kìa mọi người, có xe chạy vô. Thấy rồi. Có thằng chạy vô chết rồi. Mình thấy là bên cạnh chết luôn nè. Mình vô xã, thay một chiếc vô Timmy, có một chiếc thay một chiếc vô Timmy tay.
À đây 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 đây. Nó trong tầm, nó trong tầm. Thành chết rồi. Tụi này nó tự giành nhau luôn á các bạn. Kiểu như bên này giành hàng bên kia luôn á, chứ không phải là không phải là kiểu mà chỉ có mỗi đây mà sát luôn kìa. Chắc bị lỗi bộ á, kệ. Kệ đi, kệ đi, kệ đi, kệ đi. Kệ kệ. Súng pháo hoa anh đâu có đâu. Súng pháo hoa anh cất rồi, anh cầm cái này, anh chỉ cầm cái kia này. Đây đây. Chết rồi. Đâu rồi? À. Đó em còn sống, em còn sống mọi người. Alo alo. Ừ, có là mọi người, cứ còn ba thằng mọi người ơi. Ai ai ai. Ba thằng thôi, ba không mọi người nữa. Mọi người cố lên. Phía sau cái cổng sau à. Cái chỗ mà anh em hay đậu xe nè. Rồi em đai luôn rồi, vãi cành rồi thằng này. Biết đi xe không vậy? Ôi trời, nóc nhà nó còn lên nữa kìa. Đông thiệt luôn, vẫn còn nó vẫn còn leo que mấy thằng á. Đổ con quỷ chờ tới rồi mọi người. Lấy đát hai ba thằng à, không lấy được cờ liêm mình. Lát đát mà lát đát nó toàn cầm súng xịn mà nó đứng nó núp không à. Em mình ra cầm được súng lông, cầm AR mới nó bắn vậy vậy chảy. Nó lát đát mà nó chơi nó núp, bây giờ nó núp một thằng nóc, một thằng đứng ở dưới. Xe tải vô nữa kìa, có xe tải vô nữa kìa. Không có bơm các bạn ơi. Mấy cà kích bắn như mày chảy luôn á. Ê. Chắc là anh đứng anh cover con xe này cái nè. Nó bắn to mấy con trong muốn cũng tát mẹ đít con rồi má ơi. Con xe tải nó mới chạy vô nhưng mà nó bỏ xe nó chạy đâu rồi. Má thề kiểu mình đang đi trên đường cái xong là mình đang bắn thằng kia xong một ông nội nào đó từ anh cầu đi xuống sâu má tông mình phát luôn mình nục luôn nè má nội. Má không sợ. Đây xe này xe blue mình không nhận ra các bạn. Bắn căng quá. Này nó làm gì đây? Nó bóp giấy đéo chịu được. Đồ má không còn game em mốt đừng đi ra ngoài đường nữa đi mẹ. Thằng này nó định lên xe. À được. Anh ra cái góc cứu được nha mọi người. Chưa, vẫn còn bên kia, nó vẫn còn à. Bên kia nó đứng trên nóc nó me luôn kìa. Bắn vậy chị không nổi luôn ấy thề. Mình định đâu xuống á? Rồi mấy thằng dưới nóc rồi. Nãy mình thấy có thằng trên nóc. À, nó xe nó nè. Ôi tự nhiên mình lên live stream có nhặt chi cho dòng họ mà nhắn tin mình cái gì vậy ta. Alo. Để chập cho anh Chi coi, đây rồi rẹp, nó nhắn rồi anh rồi. Ôi rồi ngại với giờ chưa. Sao vẫn còn xe camera chó nó đi. Nãy giờ bắn nhau tôi lùng bên kia chưa dựng chuyển hàng xong rồi mọi người. Xong rồi, ủa chuyện nằm ở chỗ nào đâu có chuyển được đâu. Bây giờ là phải đợi mình chuyển cái hàng của mình mà. Thôi mọi người chuyển hàng vô đi, mọi người xong hết chưa? Chưa, vẫn còn mấy con xe nó lượn lờ đây nè. Khô máu cái gì mà khô máu không biết nữa. Mọi người, chạy giờ. Không, team mình tết hết rồi, nhưng team mình đem mình ra hết rồi. Thì tên mình bay hết rồi, còn mỏ anh Duy à. Tao anh thấy còn mấy ông quân đội mà. Anh Duy với lại anh Khang quân đội. Ông quân đội té nóc nhà chết luôn kìa. Tên là quân đội đông hơn mình luôn. Đúng rồi, quân đội đông hơn mình luôn á. Nè, một hồi chừng kiểm điểm mấy người mà đứng trên nóc mà đứng mà trượt chân té xuống dưới nè. Đây, thanh niên đâu rồi, thanh niên 5386 đúng không? Thanh niên chắc kì. Nghiệp vụ kém quá. 5386 đúng rồi. Thằng nhà báo đúng không? Báo đời nãy giờ báo vị trí không ai đó. Thằng báo nó lượn vòng vòng vẫn còn sống luôn kìa. Nó nghịch gì trơn vàng quá. Cầm MG mà thủng nóc này ai chịu cho nổi. Ủa MG phải núp chứ. Bảo vệ hàng bằng mọi giá. Trời. Chứ gì bắn nhà báo đội đó ba bắn ác vậy. Bởi lúc vừa chết. Rồi em về bệnh viện luôn rồi nha. Ok, thằng báo này, đúng rồi, thằng báo đã bắt nó lại. Ê, bắt thằng nhà báo về, mong mày nhìn cha hỏi, nó bị mẹ, nó ngồi, nó làm cái gì đó. Đúng rồi, thằng báo này nãy giờ nó cứ lượn mà nó vẫn còn sống, mới ghê, kiểu từ kia nó tha nó. Bắn nhà báo đi. Cứu luôn. Cứu cái gì, ông nằm trên này là ai cứu ông? Có nên cất liệu ông này luôn. Có nên cất liệu ông này luôn, các bạn, mình có nên cất liệu ông này luôn không? Tại vì Bi nó kêu mình là giết ổng, nhưng mà có nên cất liệu luôn không ta? Có sao mà đảo kẹt ông sếp kẹt ra có ai dưới kia vậy ông sếp kẹt bị ta bắn tiếc má mắt tái tay đái liệu mà không được các bạn ơi, bên này có hai quân đội vẫn còn sống. Anh bắn ra sao lượng bên này rồi Khang nó chạy lên nữa. Bắn xe này rồi bắn đâu mà bắn láo thiệt chứ. Đây là Khang gõ cái nằm luôn rồi ta. Mẹ ông ơi, đây giờ không bị gì lên chứ chết nè láo thiệt chứ. Tôi cho đạn vô đầu bây giờ lên đây nè. Hôm bữa là súng nhắm nó xa xa nên nó trượt chứ súng này là gần lắm á, không có trượt nổi đâu à. Khang nó còn có chút xíu à, chọc nhẹ cái Khang nó chết luôn á. Cờ lê vô ta, cờ lê chắc là cờ lê mấy thanh niên kia rút hết trơn rồi á.
Rồi bây giờ cộng tay. Giờ cộng tay. Bị thương cái đang ôm bụng. Đứa nào mà cướp được bắt được cộng tay đem về chuyển tù nhân. Ok luôn, nhưng mà kêu phải đích cứu sĩ quan quân đội cảnh sát trước. Ok. Ủa anh ơi. Thế đó luôn. Thế nãy giờ mình bắn máu vậy là mình có được gì không anh trai? Máu quá. Bắn càng hẳn quá. Bên anh tính ra quân đội không biết không bắn được ai luôn á. Toàn bên PD mình nóc không á. Em nóc được 4 thằng. Quá nồi. Anh nóc 2 thằng. Ưu tiên người ta định nhắn dù anh mất tiêu rồi mình định nhắn. Anh bắn quá trời nhưng mà không biết là bắn ai. Có bài đáp nóc nhà kìa. Ở kìa. Máy bay ai vậy? Trong rồi phải không? Xong phải không? Chắc ổn mấy đó, máy bay ai vậy? Cái thằng báo này thiệt có chứ. Yêu cầu các đồng chí cấp cứu ưu tiên. Cái thằng báo nó lên nóc nhà, cái thằng báo này thiệt chứ trời. Trời, cái bệnh viện trời nó đông kìa chỗ. Thằng báo đứng yên. Là bắn mày chết, đứng yên ơi. Có một cái giường mà 4-5 thằng nó đè lên nhau à. Thằng này, ui nó có súng luôn kìa. Đã cầm súng rồi còn đi đây làm gì đây? Cấp thêm giường bệnh anh Duy ơi. Đi đây làm gì đây? Một cầm súng mà còn đi lên đây tác nghiệp cái gì đây, cho bắn lộn tác nghiệp ăn đạn bây giờ tin không? Thằng báo nó lên nóc nhà luôn rồi, thằng báo nó láo thiệt chứ. Nó vác cái súng nó định lên trên nóc nhà của mình, nó kêu nó tác nghiệp rồi tin được không? Còng nó lại. Anh còng rồi, nó còn kêu nó xả thân gì tin tức nữa chứ. Trực thăng là của quân đội. Bên kia có thằng cảnh sát á, thằng cấp cứu nó cứu bên kia trước kìa. Ê, thằng nào á? Có thằng cấp cứu nó cứu blue trước rồi các bạn ơi. Tụi em về. Chết giờ đó sẵn cam tặng hết chết rồi. Thành rồi. Ok. Đi xuống đây. Không có tác nghiệp cái gì hết trơn á. Báo là nhiều chuyện quá. Tao có điệp viên ở trong bệnh viện anh đừng lo. Ừ nó làm báo nó tưởng tổng thống thiệt chứ. Mới mà không có để xe bên đây. Để xuống đây. Cho thằng báo nó đứng đây nó đợi luôn. Cho nó biết thế nào là lễ độ, không bắn nó không. Ô mắt có xe đi luôn. Để đây. Ủa giờ mình về trụ sở được chưa anh ơi, anh gì? Rồi, anh em về cover nè, xe bắt đầu vận chuyển đồ vô. Đâu rồi. Đây. Nó này nó kia. Láo thì. Để xem tên coi. Em mới cứu thương nào mà nó dám cứu đã kêu là cứu ưu tiên cảnh sát và quân đội trước mà dám cứu dân thường. Không, cái này mới là dân thường nữa rồi. Đề nghị di chuyển lên. Bị thương còng hết. Yêu cầu không còng các đồng chí các sĩ quan. Tu thằng này láo. Lúc nãy tôi có thông báo là ưu tiên cứu cảnh sát và quân đội đúng không? Hả? Ai bị thương còng hết. Để em về em lấy còng nữa. Ôi ơi, giờ anh nhìn nhà báo tội quá anh ơi, giờ tha nó không anh, nhìn nó tội. Cho nó nằm chậm đi. Đúng rồi. Có ông sếp nằm ở trên kia nữa kìa, đi cứu sếp kìa, không lo đi cứu. Sát coi sát luôn. Anh đi ăn. Đây. Bây giờ tôi đi cùng với anh về bệnh viện để xử lý hai tên tội phạm này. Anh em dắt mấy ông cảnh mấy ông cấp cứu thương đi cứu đi. Khang dắt ông kia lên cứu ông Hào kìa Khang ơi. Dạ em xin phép lấy xe em chạy ra bên cổng bên kia nha. Cộng gì bệnh viện cộng mà đâu có đây cộng được đâu. Gì lấy chiếc xe đi giao hàng luôn à, lấy xe giao hàng đi chợ bệnh nhân luôn rồi. Để mình cộng tay mà lưu lại các bạn. Bây giờ để nhà báo vậy okay, để nó phải lắc cho nó đi tù luôn. Rồi bây giờ anh đang theo một người cấp cứu về bệnh viện để bắt hai người tội phạm này nha. Đá ra xe đi. Lại tí một em chạy ra. Nghe đó bạn ơi, nói nhỏ thôi. Mình nói xấu mình đừng có nói lớn. Nói lớn nghe hết các bạn. Mấy ngày người nghe các bạn ơi. Giờ giết ông đi. Sao giờ dùm biết nhau nè. Dùm quen biết nhau nè mình nói đây luôn đi. Nhưng mà mình chết hơi bị lớn các bạn. Lớn chứ tôi giàu bạn ơi. Giàu hả bạn? Người mình có nhiêu tiền? Trong người tôi có 30 triệu nè bạn ơi. Tôi trong người tôi có 40. Giờ bạn đưa tôi 20 triệu đi, tôi thả bạn ra. Ok luôn bạn, đợi tôi sống mẹ đi rồi. Ok, để tôi lên tôi còng tay bạn, có đã là tính gì tính. Ok. Rồi, một người, hai người. Ok, đi quay về cứu tiếp đi. Đây, để mình vô lột mặt nạ ra đó cho nó đẹp trai, cái mặt nạ nó ghê quá các bạn. Rồi để coi cái phòng lúc nãy là cái phòng, đây là cái cổng chính đúng không, thì sẽ quẹo vô đây đi vô này
Mà vô đây, đây là cái phòng gọi là đây. Đây, bên này một người, bên này một người. Ủa dắt kì vậy, dắt kì. Một bé. Ủa lộn, lộn. Một chết lộn. Đừng có nằm chung giường. Đó đã cầm tay rồi, cầm tay trên giường các bạn. Lộn á, lộn á. Dắt kì ra đi, dắt kì. Đâu rồi, Thiên Thu đâu rồi? Thiên Thu đây 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 đây. Một, rồi hai, một ba, bé ấy. Một bé láo thì chứ người ta nằm trên giường cầm tay đã chết gì đó. Đâu rồi đâu rồi đâu rồi đây hai bé nè che mặt ở đâu đâu không phải không phải che mặt là thanh niên quân đội nó bị dính chụm nhau mình không có dính được à đây 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 mới ra được nè ok. Nhà báo tự tiện xông vào sở chỉ huy của cảnh sát. Trên tay có cầm theo vũ khí. Theo luật xử bắn tại chỗ. Vì xâm phạm vào đồn cảnh. Sau đó là xâm phạm phạm vi của cảnh sát. Láo, thằng nhà báo này láo. Được rồi. À, xin chào, xin chào. Xin chào. Chơi chơi mà chối người ta lạ chơi vượt. Vì bạn, tôi biết bạn cái gì mà cũng chạy thôi. Tôi đứng đi tôi canh bạn luôn, bắt bạn về hồi trả bạn đi. Nào. Chạy đâu bạn ơi? Tôi đánh giá tôi. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Anh em tôi đâu rồi? Giết ông ơi, để tôi kêu anh em tôi lên giết ông. Láo thì chứ. Tao bộ. Con người bạn bắt tabo lại bạn. Vậy tabo này nó té chết rồi bạn ơi. Thả còng tôi ra đi. Nó nhiều thiệt chứ. Nó nhiều chứ đi coi đi coi. Đi bạn đi đi đây đi bên này nè bạn ơi. Thôi tôi không muốn đi bạn ơi. Nó không cho đi bạn. Láo được chứ bây giờ một là đi được. Hai là bạn đại bạn nó nhiều quá. Nó bung rồi. Bạn phải mở cái còng ra mới được. Láo. Mình muốn đem súng điện các bạn ơi. Súng điện còn đem được. Nó bị dính rồi nè. Để tôi đẩy ra cho, để tôi đẩy ra cho. Cởi cọng ra đi. Không có được, đẩy không có được, cởi cái cọng ra được. Tôi làm BD tôi biết mà, mở ra. Tôi cũng làm BD tôi biết mà, đâu cần mở. Ở thiệt chứ. Có ai quen này không ta? Không ai bạn ơi, không ai hết trơn á. Khi ơi. Mình là một người cảnh sát liêm chính. Dắt ra tới đây luôn rồi các bạn coi nè. Ai rồi, hello. Nè tôi che mặt rồi, không ai thấy tôi đi tù không? Sợ gì đó bạn ơi. Bạn chỉ cần nói, bạn chỉ cần lên tiếng thôi chứ bạn không có cần để mặt hay không nữa rồi bạn. À đây đây, có xe của sĩ quan, có xe của sĩ quan. Đây đây, bàn giao cho đồng chí giải quyết tên tội phạm này. Đúng rồi, đi đây. Ờ, kia nó không nghe mình hả? Quốc Anh ơi, Quốc Anh ơi, Quốc Anh ơi. Đây đây, ngoài đây, ngoài đây, ngoài đây, có tội phạm nè, tội phạm nè. Ủa, anh kia là em lỡ. Mày không biết giờ nó bị giao tù là bản bệnh miễn 500k, ai nói gì mày ông kia rồi. Là sao? Không có, không có. Mà lần này nó bị cái lỗi kia, cái lỗi DM bên kia. Rồi cho lên. Ô mà xe này đâu chở được, xe này đâu chở được. Muốn ngồi bạn ơi, xe này. Xe này được chứ này không chở được. Xe này không chở được. Ô ba cho lên, xe ba cho lên, lấy xe ba cho lên, lấy nhiều xe ba cho lên. Đi đi, bây giờ mình lấy xe tù chở mấy tội nhân này đi. Hoàng Đức nãy có nha, Hoàng Đức nãy có nha. Hoàng Đức đúng không? Hoàng Đức đúng không? Anh đâu có biết mặt đâu, anh đâu biết mặt đâu, ai biết lên tìm đi chứ. Cái này mốt méo anh Long ơi. Đây đây xe phía sau nè, xe phía sau nè. Xe phía sau nè. Đúng rồi, đi xe phía sau đi. Xe phía sau nó chen hơn. Có ai mở được cổng mở không mọi người ơi. Mình cũng muốn thả bà luôn lắm các bạn nhưng mà không thả được cho nên là phải cho lên xe nha các bạn. Rồi xong hai người. Ở xe này của anh Long mà, ai cho bạn lên? Long là nào? Không có biết Long là nào hết trơn á.
Bạn đừng có chở, bạn đi chỗ khác bạn bắt được thêm đi. Bạn hiểu không? Ồ, quỷ cảnh sát là quỷ nào đây? Thôi rồi. Thôi rồi. Đi 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 về, đi về đi về đi về đi về. Trời ơi. Chú ơi, ở đây hay Crash. Crash hay Crush? Crush gì đúng không? Trời giờ hai bạn tính sao? Mỗi bạn 10 triệu tôi còn xem xét tôi thả ra nha. Còn không thì thôi về đồn. Ở tù cũng vậy à, ở tù cũng vậy thôi. 10 triệu trái tim nè bạn. Thôi giờ bạn cứ cất rồi bạn giữ bạn xài dần nha. Bạn lấy đỡ đi. Để tôi xe về tôi sắp xếp xe chở tù nhân cái đã. Đâu anh muốn làm đồ cũng đâu mà nào. Nó xoen. Ủa cái ủa cái con xe mình nó bị sốc. Ủa cái cửa này nó bị gì đúng không? Có ai thả tôi ra cái cửa này. Cái cửa này nó bị gì đúng không? Có ai người quen ở đây mình có không? Cái con xe của mình. Ai người quen đây chứ. Cái cửa nó bị gì nè các bạn ơi, mình đi vô đây được nè. Chị ơi, vậy nãy tình hồi đó mình là tôi cũng là sếp của sĩ quan, thả ra đi chị ơi. À, thằng Lục Khang nó nằm kìa. Không quen biết gì hết trơn á. Nó nằm kìa. Đây. Nó nằm một con kìa. Đây nhục, sếp nhục. Ơi, sao vậy sếp? Đại sếp nha. Mấy cái lỗ tai lại đây. Lão thiệt chứ. Khang nó nằm. Có cái con xe nào là cái con xe chở tù nhân ta? Mình không nhớ nó là con xe nào nữa. FBI Bullet 4. Bullet 4 là xe gì? Bullet 4. À không phải. Khoan. Cứ gì láo thiệt chứ. Bullet T. À đây. Nằm đi hỏi bác sĩ vô cứu. Ghê em ấy. Bạn chết. Sao bạn? Sao bạn? Xe chở tù nhân à. Xe chở tù nhân mà. Ừ, bây giờ hai em. Bạn tôi nói thiệt, hai bạn này giờ có tôi với hai bạn này thôi, đưa tiền này tôi thả còn không thôi. 10 triệu. Tôi mua đạn ăn hết trơn tiền rồi bạn. Thôi vậy thôi lên xe không đi, không sao đâu mà. Không sao đâu. 11.000 đỡ đi. Lên xe cho quen bạn ơi. Đi vô tù ở cho nó quen, nhỏ lớn chưa ở tù bây giờ bạn ơi. Trời vậy là bạn không biết rồi, tôi làm giang hồ dạo này. Bạn ơi, lột cái mặt nạ đó bạn ơi. Ủa, tôi không lột. Làm vậy người ta thấy mặt tôi nhục lắm. Bạn hiểu không? Tay ra phía sau. Tháo mặt nạ. Tội phạm phía sau. Tháo mặt nạ ra nha lên, Ủa tôi tháo rồi mà. Có chưa. Tháo lại, ok. Chú bấm lộn lịnh, hiểu không? Ok. Ê, láo thiệt chứ. Chạy không được ta. Ủa tôi ra xe mà. Ủa sao cho lên xe lại vậy? Ủa vậy là bạn chưa chơi đồ bạn. Ê đồ nó bị lát thiệt rồi kìa. Đá ra xe mà nó vẫn còn ngồi trên xe nè. Cái gì? Người ta nói rồi, người ta nói xấu, người ta nói nhỏ nhỏ dạ. Thôi. Đừng có nói lớn. Sao nói mình đá ra không được các bạn ơi. À đây giờ mới được nè. Học cây súng ra, dĩa vô đầu ổng. Vô ổng thả đủ. À đề nghị thanh niên này ra chỗ khác nha. Đi ra chỗ khác. Đây là chỗ... Sao bạn nói cái gì nó lớn lên. Cái đồng đội vậy đó trời, tôi tức quá. Thằng kia đồng đội hả? Chết. Ủa sao nói xấu đi, tôi cầm tay nó luôn bạn. À đây. Mày chạy, không có súng điện các bạn ơi. Đứng yên đi, đứng yên, bắn bây giờ, đứng yên. Cái này nó chạy, nó không có súng điện. Con mẹ thu đâu rồi, nhét bà vô xe bà bớt nói rồi. Ông này đâu cũng có mặt trời. Chỗ ta nói trời chuyện. Trời ơi, bởi vậy. Đâu xuất hiện hoài à. Rồi. Để mình kéo đi rồi mà ta. Vậy không? Ủa đi không được hả ta? Đi không được hả? Bị giờ đi không được nè. Có bộ bạn phải bỏ cái cọng ra. Bị đi không được nè. Ủa, nó bắn rồi bạn ơi, nó bắn tôi rồi bạn ơi. Ơi, nào bắn vậy?
đu thằng này láo. Láo thiệt chứ. Láo thiệt chứ. Tao bỏ tù mày nè con. Rồi xong mày. Chạy, chạy. Trời ơi, ôi đâu rồi, ủa. Ủa nó đâu rồi. Ủa. Thằng quỷ này. Chưa gì nó biến mất tiêu luôn rồi. Ủa. Đang bắn nó mà. Bắn nó nằm xuống rồi xong rồi nó văng mất tiêu luôn. Cái tình đội cũ à. Tình đội cũ chứ ngồi ông là tình đội cũ nữa chứ. Nè nè nè, bây giờ mình chơi một trò chơi như thế này ha. Bây giờ sẽ mở còng trong vòng 10 giây, mọi người mà chạy được á thì chạy luôn, còn chạy không được thì vô tù, ok không? Ok. Ok, để lấy cái súng điện cái đã. Để xíu. Chứ cái thằng nào nó bắn đó ta? Những cái thằng nào nó bắn đùng đó ta? Nhà báo đời. Nhớ đây. Bây giờ mình lấy cái súng điện cái đã. Đó rồi. Cây súng điện là stun gun. Ok, đã có súng điện. Ăn cắp súng trong lúc vận chuyển. A. À. Quảng. Đây. Nè, tháo còng nè. Sao bạn không tháo từ trước? Tôi đứng xa hơn các bạn. Đi không được bạn ơi. Rồi đó, chạy đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Số trời đã định là ở tù rồi. Số trời đã định là ở tù, bạn hiểu không? Con xe này nó bị gì á? Xe này nó bị gì á? Rồi đâu rồi, con xe này nó bị gì á? Tức trời á. Đợi máy trước đi em. Đâu rồi. Bạn chạy chiếc xe qua thấy bạn. Đây nó bị kẹt xe. Rồi. Làm gì có Unfreezy đây đâu, cái này là bị cái này bị bung rồi. Thôi hai bạn cứ đứng ở đây đi. Hai bạn cứ đứng ở đây đi. Hai bạn cứ đứng. Láo thiệt chứ. Láo nè. Đù láo. Láo thiệt chứ. Láo thiệt. À, sau lưng kìa, đằng sau. Ê, nó bắn. Cái đồng chí nó bắn. Đối tượng này có vũ khí bắn cảnh sát đúng không? Là láo vậy. Hai người vậy. Cầm tay nó lại bắt nó về tù. Láo không mày. Chúng gió cái gì, chúng gió cái gì? Tự nhiên đồng chí kia, tự nhiên đang đứng, tự nhiên chuyện là gì đâu. Láo. Bớt láo đi. Gì đâu. Tự nhiên lại nhìn em mà tự nhiên xỉu à. Quá đáng yêu. Cảm giác mày yếu quá. Mưa tí là cảm xỉu rồi. Đúng rồi. Trời ơi, tội nghiệp anh cảnh sát á nha. Láo thiệt chứ. Ồ, mình là trực thăng, mình đi trực thăng luôn các bạn. Đâu, bỏ ra rồi mà chết hết bắn mình. Ngay lúc đó có đồng đội tới luôn. Chết chưa. Về bệnh viện nằm rồi các bạn ơi. Xin chào, mình đây. Ôi cái giường không có luôn. Ủa sao, mình luôn bị bắt rồi. Đúng. Bắt. Nó luôn đi xếp.
Nó còn định cầm súng hỗ trợ cho bên cướp, xông vào đồn cảnh sát, đi lên trên nóc nhà. Nóc đó nó gọi là nóc chứ tao phải nóc nhà. Nóc trụ sở, đúng rồi, trụ sở đó. Đó, cái thằng nhà báo nó thắc mắc là sao nó bị còng tay, nhưng mà từ đầu tới cuối nó là cái thằng tiết lộ ra gọi là tuyến đường, vị trí để đi. Có ai mà đi chuyển hàng mà lại đi đi có thêm một thằng nhà báo xong đi theo nó bolo từ đầu tới cuối luôn không? Đâu, thằng có sẽ xuống điện á. À được. Lão có thiệt chứ. Không, nhưng mà Blue bị bắt rồi. Ủa này, các đồng chí có xử lý hai tên tội phạm ở trong khu đậu xe chưa? Em còn nguyên nè. Cộng tay nó lại nhét nó lên xe, nhét lên, nhét nó lên xe. Lão đi. Bắt luôn à. Không, cộng nó lại đem nó nhốt nó tù, nhốt nó vô tù, nhốt nó vô tù. Nhốt nó vô tù. Đó, ông Hào lên tiếng kìa. Theo điều tra chúng tôi có biết là Nguyễn Hải yêu cầu đến trụ sở đầu thú, nếu không sẽ điều quan đến và áp giải về. Lão chưa, này thì báo đời. Ngô Triều là gọi là sao ta? Ừ, đồng lãi bà Lưu, gọi là quen biết với bà Lưu á. Láo thiệt chứ. Để xíu đi, để mình ở bệnh viện ra cái này các bạn. Mắt anh hả? Mắt anh bị người ta bắn rồi, bị người ta đấm rồi, ra nó bị nó thui luôn. Ok. Hello. Bệnh viện nó bị mất hết trơn rồi, nó không có ra được cái giường bệnh, nó lọt đâu hết trơn rồi. Mắt nó thâm rồi. Ủa bây giờ mình phải đi về nữa ta, ở bệnh viện mình không có để xe nữa, không có xe quan nào ở đây hết trơn á. Tôi đi thuê con xe của bắp tôi chạy về. Ở trong này khi mà các bạn có viết các bạn có thể thuê xe được ha. Này mình láo bị cái này chắc. Mình thuê một con xe Banto, EC Banto. Thôi đi xe máy đi. Đó giờ cũng có đi xe máy. Ok, đâu hiểm giờ đó. Cho hơi ngầu liền. Ngâu liền nó. Bắt đầu được ta, sẽ để bắt đầu được không ta? Thôi bắt đầu được chút xíu rồi các bạn. Được, cái đầu mình nói hở lên một xíu. Bị đánh riết rồi bị bên kia nó chơi lén mình riết rồi bị vậy á. Tới đây nè. Đó, đồng đội mình giải quyết rồi, mình định thả thôi chứ, mà nó lấy súng nó bắn mình đó chứ. Ai biết chạy bộ cũng được thì thôi. Cái đồ bình thường lại là nè. Đâu rồi, lên xe tù chưa? À, ủa sao lại cái thanh niên này? Ủa con mẹ kia trốn đâu rồi? Tôi mất tiền. Yêu ông ơi. Ủa sao mất hết người rồi? À, mất hết bộ lô rồi. Nắm thằng. Dùng cái xe cái mất tiêu. Ở đây nè. Có làm gì mờ ám không hả? Đâu, tự nhiên biến mất cái gì đâu rồi các đồng chí, mở mặt nạ để tôi nhìn cái mặt coi. Bỏ mặt nạ để nhìn cái mặt coi, sao tự nhiên lại biến mất hả? Sao thanh niên này còn đây mà thanh niên kia lại biến mất? Đồng chí này bỏ mặt nạ ra, nhanh lên đồng chí này, bỏ mặt nạ ra. Tại sao lại biến mất? Tôi giao cho các đồng chí mà tại sao lại biến mất? Lão đi chứ. Hey, ok, xuống đá ông kia, xuống tháo còng đi chứ mà còng ổng bị crash game. Rồi bây giờ đứng đợi xem có thêm tù nhân không các đã. Cái thanh niên hùng gáy này á các bạn là bên quân đội nhưng mà có ý thức là Ít đu thanh niên lên xe điện kìa. Ủa kia đâu ta? Bạn đi lên xe kia đàng hoàng, bạn không có đỡ nó nguy hiểm, đi lên đây được, đi lên xe này nhanh lên. Ừ, đi lên xe đây này, xe này nè. Đúng rồi, đi lên xe này nè, đừng có lên xe này, đi lên xe này. Đi lên cái con xe này, bạn chạy đi, bạn chạy sao bạn chạy được? Tôi thách bạn luôn á. Bạn thử bạn đề máy lên coi. Bạn nhìn cái phát hình game này đi. Nó bị vậy á. Bây giờ bạn đi ra để tôi khóa xe này lại, bạn lên xe kia. Xuống xe bạn. Quay đi láo đi, bạn lưu dùng mỹ nhân kế. Bán mà dùng mỹ nhân kế chắc xong á. Lúc này nó bị bùng quá nhỉ.
Ủa chưa xuống xe nữa ta. Sao bắn không rớt xe ta? Ở đâu nè. Lên xe. Ê nữa, thiệt luôn á. Thiệt luôn á. Để mình chạy xe điện này chỗ khác rồi đó. Xe mất cửa. Các bạn có muốn mình lấy con xe này hồi mình đi theo không? Đi theo cái đàn đó không? Chắc téo lắm á. Đàn gọi tống nhưng mà đi con xe này téo, bao téo luôn á. Giờ này nó hơi hơi delay nhẹ xíu rồi, giờ này chín mấy rồi. Xe chưa ta? Đó, ok nè. Nó bị cái gì kỳ cục quá vậy? Từ từ. Ủa, các đồng chí lên giải quyết thanh niên kia cho lên ngồi xe đi. Để mình vô mình kiếm còn ai trong này nữa không, để mình mặc lại trang bị cái đó. Giáp lại cái đó. Kêu sếp truy nã Blue. Truy nã đối tượng Thiên Thanh. Đâu rồi ông sếp đâu rồi? Độ con xe máy này lên, xe máy nó phèn ơi là phèn luôn á. Để anh đi cất bớt mấy con xe này vô nè, xe Blue nè. Cái phạt đầu ở đồn cảnh sát. Chạy này thì chạy với chúng tôi nè. Đâu rồi, xử phạt phương tiện 10.000. Đó. Quimi 54772. Ờ rồi xong, xe này hết xăng luôn. Mấy thanh niên kia không có chịu, không có đi tắt máy. Ok ba các bạn, bây giờ mình sẽ tiếp thêm một cái event đó, đó chính là vận chuyển tù nhân. Nhưng mà tù nhân này đang hơi bị ngáo đá, không thể nào. Ủa, ổng nào lên xe đúng không mọi người? Nó là cái ghế ngồi luôn à anh ơi. À, bắn xuống là lọt xuống à? Đâu rồi? Không, được, xe này chống đạn. Súng điện bắn được lọt mà ta. Sao đá ra xe được đây? Bỏ máy xuống đi, đâu có còng tay đâu mà, bỏ máy xuống đi. Rồi, bây giờ ơi. Cái gì vậy? Rồi, ok. Chờ tôi các bạn. Rồi lên xe đi Hanh. Này giờ này nó hơi bị bóp mạng, các bạn nhìn nó bị giật nè. Nó giật qua giật lại á. Ok, cho một hai đồng chí đi theo hỗ trợ tôi đi vận chuyển tù nhân nhé. Đi, đấy, kìa. Cái gì? Sao vậy? Để lấy thêm xe. Chạy đi đâu? Sao bắt được hay vậy ta? Ấy, ấy. đây. Đây, cho lên xe này bạn kia nha. Đây, để tôi chạy xe này cho. Ủa nhưng mà hồi nãy tội phạm nhiều lắm mà các đồng chí, tội phạm nhiều lắm mà sao đây có mấy đứa vậy? Hồi nãy không ai theo bệnh viện về bắt hết hả? Có mấy đứa nữa mà. Ông Long vừa mấy đồng chí kia thả hết rồi. Trời ơi. Long thì thả hết. Ông đó đập đá kệ ông đi. Chết rồi, chơi với cái ông đập đá là chết rồi. Không, thả còng blue xong rồi cho lên xe. Rồi. Ok. Lên xe, ông xuống xe nha, số 7. Thằng nào nó tóm á các bạn. Bên mình nó tóm được blue. Này chạy. Lên. Ủa, anh em có cần đi thêm một con Riot không? Ở sao còn con Riot kìa. Hello anh em ơi. Đây. Anh em có cần đi Riot không hay là đi xe này luôn? Đây con chiếc rồi. Phía sau con chiếc Riot nè. Chắc đi thêm một chiếc Riot đi. Này, phía sau này có chiếc nè, phía sau này có chiếc nè, xem còn xăng không? Không còn thì Còn. Em đi một chiếc, em đi một chiếc. Ok. Ngồi yên. Rồi đi thôi. Riot được hết thằng rồi.
nó rồi anh em mốt được nghe lời cái ông xếp lông ông đập đá ông kia thả ra. Hiện tại lúc nãy là có rất là nhiều người bị bắt nhưng mà ông xếp lông ông bắt thả ra hết rồi nha các bạn. Xếp lông mà anh hàng ngày anh tin tưởng đấy. Thôi anh thua rồi, anh cũng hết biết nói gì rồi. Đi đó đi trước đi, đi đó đi trước đi, đánh đánh dấu ra đường tù xong rồi ra đường cao tốc đi thẳng một đường lên luôn. Rồi ok. Từ 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 các bạn, từ từ để mình chuyển tù nhân xong cái đã. Sao bạn? Sao bạn chạy đi đâu mà bạn bị vòng qua đây bị bắt vậy bạn? Bạn ơi nghe không bạn? Mày bà lưu mấy em re luôn rồi bị bắt xong rồi. Rớt lên đi đầu đi, rớt đi đầu. Mọi người chạy nhanh quá, con rớt nó nặng quá vậy chậm mọi người. Rớt đi. Mọi người đừng có. Nghe chưa, nghe chưa, nghe chưa, alo. Đúng. Ủa chạy sao rồi bắt cho bạn? Tôi đang chạy tự nhiên dắt cục đá té nắm cái đầu tôi luôn. Ngu. Tôi tưởng đâu anh mà nó nghe là nãy thằng sĩ quan nè nó thả còng bà ra. Ủa tự nhiên chắc tôi mất trí nhớ luôn. À thôi sao đâu, tội mất trí nhớ thì mình cho thêm cái tội mà ông đập đá ông hay cho vô á. Thôi ở tù cho quen cũng sao đâu mà. Ở tù để cho biết. Nhỏ lớn chưa ở tù giờ bạn ở tù. Bạn có tin là tôi kêu 500 em lên đi cướp tù không? Sợ bạn nhìn thấy xe gì không? Trời đoàn tôi đi có hệ thống như vậy. Ấy da da. Ở thằng kia láo thiệt. Hệ thống OBD bạn. Không, bạn kia kìa, kìa nó cầm súng rồi kìa, có cái súng vô, có cái súng vô. Có cái súng vô, đã... Súng vô. À, sao đi. Thôi hăng vậy không được rồi, cho hăng ở thêm 10 năm nữa. Ôi chịu không muốn bị bắt à. Em đi, tôi nãy tôi thả bạn chạy. Ủa, không hồi nãy tôi định bắt bạn thiệt chứ tôi không phải là không có ý định thả bạn nhưng mà ai ngờ thằng đồng đội tôi nó thả bạn. Nó thả bạn mất tiêu luôn. Bạn ơi, nãy giờ tôi rất là hợp tác. Ok bạn hợp tác tôi cho bạn ít thời gian lại còn các bạn kia chống đói bỏ trốn, chống người thi hành công vụ, đè người thi hành công vụ xuống. Ủa mà nãy bạn chạy qua đồn công an làm gì vậy bạn Thu? Nãy bạn chạy qua nãy bạn chạy qua đồn công an làm gì? Tôi tự nhiên tôi thấy cọc tiền tôi định lộn bạn hiểu không? Tiền đâu ra đó rồi bạn? Hiểu không? Tôi sao tôi sẽ cái mẹ đi gì? Tiền của cơ nhặt nhanh tại túi cho bộ. Ok ok. Tôi cầm súng tôi chạy qua tôi phụ đồng đội cũ của tôi bị bắt nữa. Chết ai bây giờ? Cứ người lạ là bắt thôi. Ủa mình làm cảnh sát đâu cần đúng luật. Tao bạn mình đâm qua bên kia luôn đi bạn. Không bạn, mình cảnh sát mình phải đúng luật bạn xin nhanh nè. Bạn thấy chưa? Ủa xin nhanh rồi, xin nhanh rồi. Ủa bạn bật hai giá làm nội tôi cũng. Ủa làm gì có bật đâu. Xe nó nè, xe nó bị lỗi nè bạn đó, xin nhanh nè. Này nó chung với cái đèn, tôi thấy chưa ai thiết kế ngu vậy luôn. Đâu. Có khi là do chiếc xe nó giống như người. Bạn thấy chưa, bạn thấy chưa, bạn chỉ là một cái hạt cát trong cái thành phố thôi. Tới nỗi mà chuyển bằng lên là không ai cướp tù bằng luôn mà. Thôi ở tù đi chứ. Bạn đừng có lo. Để anh em tôi lại rồi, bạn chết rồi, bạn chết rồi. Ở trong nó đi luôn rồi. Ồ, nó đi luôn rồi bạn ơi. Nó đi luôn rồi bạn ơi. Đây em bạn á hả, nó đi luôn rồi bạn. Thôi là chết tôi rồi. Chịu ơi. Chịu ơi bạn ơi. Cái đó mình đền sao các bạn. Đứng mở cửa bạn ơi. Từ từ bạn, để cho đồng đội tôi xuống mở cửa bạn. Để cho đồng đội tôi mở cửa. Tôi thách bạn ở ngoài đây 1 phút quá. GTV này, GTV. Xuống mở cửa đồng chí ơi. Mở cửa nha lớn chứ, mở cửa giúp chạy hết rồi. Có xe. Nó bắn kìa. Chạy vô, xe áp rồi chạy vô. Bắn đi. Mở cái cửa các bạn ơi. Phát cửa ngoài lại. Bạn đi bên kia cởi mặt nạ ra nhanh lên. Đi tàu hết hết mọi người ơi, đi tàu đe. Đang phải đi tàu thôi. Ông ta đưa tay anh đầu rồi nha, nữa không
còng để tránh cái gì, cái áo phủ vô cái tay tôi để mọi người đừng biết tôi bị còng. Không sao đâu, bây giờ nó nghe nè, bây giờ bà khai ra coi đồng đội bà là bà kêu đứa nào tới cứu, nhìn lên khai ra được khoan hồng kêu đứa nào. Hình như thằng nhà báo á, thằng báo đời hả? Đúng rồi. Ủa nó có liên quan gì, nó có liên quan gì mà nó đi lên nó cứu bà? Tôi cho nó tiền. À rồi, hồi nãy là nó đi theo nó thông báo vị trí đúng không? Ở bên kia nó chạy lông nhông rồi các bạn. Nó thông báo vị trí các bạn. Ok ơi. Ok. Bạn cho tôi nhẹ nhẹ thôi chứ tôi khai hết rồi đó. Ok bạn. Để tôi lục soát cho người bạn có cái gì. Thôi đừng có lục. Súng 2 cây, hamburger 14, nước 11, máy khoan đá, thuốc phiện 30 băng đạn sập gân. Làm gì làm chả bánh với nước nha bạn. Tôi biết bạn ở tù là bị rồi đó coi. Bây giờ tôi sẽ phạt rồi. Tôi sẽ ghét tội cho bạn. Đầu tiên là không chấp hành mệnh lệnh. Tôi có gọi là sao ta? Chống đối người thi hành công vụ. Bạn nhẹ nhẹ. Ủa tôi có chấp hành. Đâu rồi. Giết người mức độ 1. Ít thôi bạn. Ít thôi bạn, tôi đang ít đó bạn. Tôi đang ít lắm luôn á. Bạn nãy bạn có giết người hàng lạc không ta? Hồi nãy bạn có giết người hàng lạc không? Tôi hết thấy mặt trời luôn á. Ok, để đâu, tôi có bắn giết được ai đâu. Vậy tôi cho bạn vô. Ê. Nó cứ ơi. Ôi ơi. Đù. Trời. Láo thiệt chứ. Ôi Láo thiệt chứ. Trời ơi, biết chọc. Tôi không biết chọc nó tới đâu quá các bạn ơi. Oh no. Ủa em cầm shotgun hả? Anh em ơi. Ai có 14, ai có 14 rồi đó phụ. Tụi nó cướp tù rồi mình còn cho định vô cái tội hấp kia nữa. Ấy có thằng chèo ở trong rồi nè. Trời đang cho tù vô luôn á. Nó bắn ở trên trời xuống. Nãy mình mới cho tội cướp à, chưa có thêm tội. Em lấy em có M4 mà, lấy súng lục bắn đi. Nó vô kìa. Ồ nó vô luôn rồi kìa các bạn ơi. Không, ít quá. Đông quá. Không ngờ được tụi này nó công vô nhà tù luôn á. Yêu cầu quân đội quá. Ai còn cầm súng á, liên lạc radio yêu cầu quân đội quá. Sao mà bỏ còng ra được? Bây giờ sao bỏ còng ra được, tôi còng rồi. Mà luôn có tội rồi. Bây giờ mốt cái cầm còng đâu đi bắt là được rồi. Chưa kịp thả tù nữa chứ. Chưa, mình định cho thêm cái tội cuối. Cướp xong rồi tội thêm cái tội kia nữa cho mới vô tù. Lão đi chứ. Mấy đau quá trời luôn. Mấy thằng quỷ này, mấy thằng nãy nó đi cướp nè. Thằng Nguyễn Vinh nãy mình bắn nè. Nhưng mà tụi này hồi nãy nó bị bắt xong rồi ông Long ông chơi đá, ông kêu thả ra hết, kêu thả ra quá trời luôn còn có mấy. Sao mình lại gặp nhau rồi? Sao bạn còng mà sao bạn còng thành viên của bên tôi vậy? Ủa, thành viên bạn hả? Tôi biết đó bạn. Trời ơi, tôi biết thành viên bạn đâu. Hồi nãy tôi thả ra cho nó chạy rồi đó bạn. Mà tôi đã bạn phải chạy. Phải không? Phải đã không? Trời ơi, tôi là gì biết nó thành viên bên bạn đó bạn. Thôi nó mặc đồ tím rõ ràng mà bạn lo bạn không biết. Bạn ơi, tôi nhìn nó ra màu xanh này, tôi bị mù màu, bạn thông cảm với người mù màu. Ơ nó tháo còng được luôn kìa. Đảo hiện. Ơ nó tháo còng được luôn kìa, nó phá còng kìa. Đã đem. Mình chơi vậy không được, mà lâu xử đi, mà lâu cho bạn xử đó. Cho bạn xử đó. Còn luôn. Lão đi. Tôi nói rồi, năm cho anh em nó sẽ lên. Đợi nó đi, đợi nó đi. Anh nhớ nó mặt tôi. Nó đồng giả mang luôn các bạn, lên nóc nó bắn xuống luôn. Mình còn đang đứng mình không biết luôn á, mình tưởng nó chỉ có 2-3 thằng à, ai ngờ nó kéo cả băng nó lên. Thấy mặt tôi không? Mày hiền lành hồi xưa nha. Giờ tôi đấy, dữ lắm á. Mấy thằng này là mấy cái thằng mà nãy bị bắt nè. Nhưng mà ông kia cũng kêu thả cái bên. Rút. Mình thả gần hết luôn. Bây giờ anh em mình rút đi. Quân đội lên cho ta, Bạn ơi, nó nghe bạn ơi. Lô. Nó nghe. Sao? Ăn xương không? Nó nghe, ở lại đây xíu đi. Ở lại chơi xíu. Được không? Láo thiệt chứ.
ở đây xíu đi. Ở đây kêu quân đội lên, đợi xíu. Thôi đi. Ở đây đi luôn. Mình nghe tiếng bắn nhau rồi các bạn ơi, quân đội lên rồi, đúng rồi. Bắn chết hết tụi đây đi. Sao mà đâu có lạng đâu. Cái này là đúng mà, nó là tình huống mà, đâu có gì đâu. À, với lại hôm nay có thể các bạn chỉ biết là thường thường thì hay có những cái event như thế này ha. Event cướp ngân hàng nè, event vận chuyển vũ khí và event vận chuyển tù nhân. Thì hôm nay là hai cái event nó gom lại một cái, là cái vận chuyển vũ khí là cái lớn, còn cái vận chuyển tù nhân là cái nhỏ. Đó, trực thăng trời, quân đội tới kìa. Các bạn thấy cái trực thăng quân đội không? Đó, ôi ôi, ây dồi, giỡn hoài, quân đội tới rồi. Quân đội tới rồi. Quân đội tụi đi trực thăng không à? Đâu có đi xe đâu. Bắn nó đi. Gì vậy, thằng kia nó bị vậy? Nó bị lạc. Ông Long á, nãy bắt nguyên một đám nó rồi, nguyên một đám nó về bệnh viện bắt nó rồi. Xong rồi cái ông Long, ông la làng, ông kêu thả nó đi. Cái mấy ông kia đâu biết đâu, nghe theo sếp thả trơn luôn. Bởi vì ông này mốt cho ông nghỉ mới được, cho ông Long ông bỏ chức mới được. Độc đáo quá. Tôi đụng bạn bây giờ đó, bằng Long bạn chạy đi. Bạn đợi đi. À, server mình chơi là server LRB nha các bạn. À, các bạn có thể tham gia vào cùng server với mình bằng cái link đây. Và server này là chơi trên cái launcher là RankMB ha. Thì các bạn có thể tải cái launcher này và chơi, nó mượt hơn nhiều so với anh Hạ ông Long luôn á, chứ lật gì thiệt luôn á, chứ chắc là cho mấy cái thành viên kia trong này lên chức á, chứ ông Long ông cứ đập đá riết rồi ông bị ngáo luôn rồi. Server này ở đây nó con boss nó có nhắn mà quên. Thiệt về cộng đồng ổng nhóc tù ổng luôn á trời. À, các bạn có thể tải cái launcher này ha, launcher là launcher RankMB và nó khá là mượt hơn so với cái file em nhiều. Lúc trước mình chơi file em cũng nhiều mà file em nó bị lát này kia, thành ra là không có chơi bên file em nó bị nó không ngon lắm. Bên này nó mượt hơn và nó dùng cái hệ thống giống như là người ta nó online vậy, thành ra là ok. Khổ thiệt chứ. Khổ đi chứ. Quân đội đâu ta, nãy tới bắn y xèo dữ lắm mà. Rồi. Alo, các đồng chí ơi. Rồi. Đồng chí ơi, giật ghi sao rồi? Đang bị thương trong khu giam giữ nè, đồng chí nào kêu bác sĩ lên cứu tôi với. Chúng tôi vô tình thương tiếc báo tình. Tụi nó trốn hết à? Liệt sĩ, liệt sĩ, nhất duy, liệt sĩ, liệt sĩ. đang đi ghép tội luôn, đang đi ghép tội. Cái tụi kia nó leo lên trên nóc, nó bắn qua không kịp trở tay luôn, vừa quay qua bắn được mấy viên ngỗng luôn. Để hồi đi săn mới được láo thiệt. Để hồi có cuối mình đi clear sao ta, đi đánh tài xỉu, đi bắt thằng chọc với lại bà lui đánh tài xỉu cái đã. Bây giờ không, ông đó ông Long cần phải gọi là hả đi 912 à, có cấp cứu chưa ta? Cái này quân đội đúng không? Quỷ này tới nó chọc nữa nè. Cái giày khẽ đúng không? khẽ đúng không? Có chừng á, bạn có chừng á. Cái này phải ông sếp chọc ông vợ. bỏ mặt nạ ra để mặt nạ chi nữa. Ổn xếp chọc chúng mày chân láo đi chứ, quân đội láo đi. Không lẽ tôi cài bom tôi đặt nổ xe ổng trời. này phải ông xếp không, này phải ông xếp hào không, thêm cả ông hào luôn nè, còn mấy quân đội nó qua nó phá nữa chứ. Quân đội chậm chạp, làm việc trễ nải, để tù nhân trốn thoát. Tù nhân chậm chạp gì, tụi tôi đi máy bay tới đây luôn á. Ập vào nhà tù, có lúc bay gần tới bên đi mới gọi radio chứ. Ôi, quân đội phải bảo vệ nhà tù chứ. Nhà tù rất sợ. Quân đội mà còn đứng cà khịa đây nữa là không được nha. Ông sếp, ông coi chừng tôi á. Ông coi chừng tôi á. Đấy, ai cà khịa tôi à. Ai cà khịa sếp đâu. Ai cà khịa sếp là đạo đâu. Đồ, ai thèm. Sếp ơi, sếp, hồi đánh tài xỉu không sếp?
Hồi mình làm mấy cây chơi. Này em tắt tài luôn sếp ơi. Ok. Ok, okay sếp em chuyển cho sếp 1 đô sếp đánh cho nó vui. Ok, có lọc mà được. Ok ok. Còn quỷ coi chừng nha, coi chừng á. Coi chừng á, bà gã vô hiệu con ra đi bà coi chừng á. Đâu quân đội lúc trước là bây giờ hiện tại quân đội là người coi nhà tù mà. Còn cảnh sát quá nhiều việc cho nên không thể nào coi nhà tù được. Cảnh sát vừa đi bắt vừa đi tuần vừa giới nghiêm. Rồi còn vừa rượt đuổi tụi đua xe nữa. Còn quân đội là chỉ có việc học hành rồi training cái kiểu nên là đi ra đây tuần là hợp lý rồi. Quân đội canh nhà tù. Còn cảnh sát chỉ là chuyển tù nhân lên nhà tù thôi. Bàn giao lại cho nhà tù là của quân đội. Đâu rồi? Cứu, tôi trong này nè. Alo. Hello from the other side. Bên đây hỗ trợ chậm quá. Hello from the other side. Qua cứu tôi đi. Hello. Bên kia cũng kêu đau lòng. Ôi tính ra ở ngoài đó cũng nhiều người quân đội nằm lắm á, chứ không phải mình đâu. Anh cảnh sát non ở đây nè. Bác sĩ này láo ta. Bác sĩ này dám chơi cảnh sát đúng không? Được. Trời ơi, rồi đợi mình lên nhà tù á các bạn ơi. Thằng Khang nè, thằng Zeki nè. Thằng Khang rồi Zeki nữa. Đâu rồi ta? Quên này, quân đội cũng bị thương nhiều lắm nè. Thanh niên kia cũng bị thương, thanh niên kia chưa kịp ở tù nữa. Thanh niên kia chưa kịp ở tù nữa. Đúng rồi, like đi các bạn, like với xe cho mình nữa các bạn. Từ từ khúc này nó chói quá. Mình không có cách nào cho nằm viện nữa, nó phải như vậy thôi, đợi thôi. Toàn lấy sệt đàn em Hào lấy sệt. Không, này là em gì đó chứ đâu phải là đàn em của ông Hào, tại ông Hào không chơi chọi lắm. Đàn em này từng bận xe ông Hào không? Bên cười bóng ba lát thôi, công vô sao lại ba lát. Ba lát bây giờ phải nói là đông, ơi là đông luôn á. Bắt về chứ không mà bà Lu bị truy nã rồi, còn mình biết bà Lu mà cộng đồng một chở với bộ di vụ qua kêu cho tiền cái bà chạy qua bà giác mặt qua liền mà. Còn sau này mới cộng sau này lúc nãy là có phá khóa cộng á, có rồi bê mi đâu mà đây nè, đâu rồi có một cái đạn đây nè, đâu ta, đây lấy đồ phá cọc tiến hành phá ổ rồi tiến hành phá cọc tay cũng ngon tiếp nè. Ai quen quen vậy? Mình đây bạn. Hello from the other side. Mình ngồi phía trước đây bạn. Anh nãy em hay lắm anh. Sao? Anh biết đâu. Lúc mà em trên máy bay nhảy vô xuống á. Té chết luôn hả? Cái ổ luôn. À tự lên nhảy xuống té gãy chân chết luôn rồi mới nhục. Nó đứng xung quanh em. Vừa mới mốt người ta phải chọn chỗ người ta nhảy. Đừng cứ nhảy xuống vậy. Nhảy về là chết rồi. Mình chỉ biết hồi nãy bắt bả là bả là các con, bả im re, bả đâu dám nói gì đâu. Từ lúc mà đàn em bả tới bả kêu bả là cá mập. Có thấy các bạn chưa biết là phiên quân bây giờ rất là ít người nha các bạn. Phiên quân bây giờ mình là cái thằng bị cài thêm bi, thêm để coi thêm cái thằng hôm bữa lái xe với thằng nào, hai ba thằng gì à. Trong khi ba lát là phải chục thằng trở lên. Ba lát mười mấy 20 người á, đông lắm. Rồi tôi có giường rồi mọi người. Tôi nằm nghỉ cái đó. Đồng đội mình ở bên kia đây. Tưởng đâu Khang nhảy xuống ngay cái gãy chân tới chết, ai ngờ với nguyên cái ổ. Ok bye bye các bạn. Băng này xin như các bạn thấy đó, bây giờ mình làm cảnh sát, còn Blue thì làm bên băng đảng, thằng Kim của bên băng đảng. Thằng Khang thì nó làm đồ đường xó chợ tối ngày, nó đua xe, nó review xe các kiểu. Thằng báo đời này nữa thiệt luôn, cái thằng này đồ nhìn ngứa mắt thiệt chứ.
Láo thiệt. Saki à, Saki. Dạ dạ dạ. Nghe nghe nói gì không? Nghe nghe nghe. Ủa? Một xíu á, mình tỉnh dậy mình xuống mình cộng đồng đem về quýnh trai tấn nó một trận không? Thằng báo đời kìa, nó đứng nó la làng nó chửi mình kìa. Ok à. Ok ok. Anh em mình biết thôi, mình cộng đồng mình túm đầu lại mình chụm khăn lên đầu đó. Hồi lấy khăn kiếm kiếm cái khăn chụm đầu nó. Em có khăn bệnh viện nha được không anh? Ok ok. Dạ chỉ vừa nè. Ok ok. Dạ 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 ok ok ok. Thằng báo đời này phải bắt nó mới được các bạn ơi. Thằng báo đời này nó láo thiệt. Đâu mình đang nằm bệnh viện mà đợi xíu. Đang nằm gác lên cây súng. Đang nằm nghĩ về sự đời. Bạn không có giang hồ bạn ơi, bạn là con các con bạn ơi. Bạn chỉ được cái là hả anh em bạn nó lên thôi. Anh em bạn lên đông thôi. Dạ lẹ tao nó khôn người ta, đợi xíu. Hồi mình ra mình tìm nó. Chủ vụ nó kêu viết bài báo nó ra liền mà. Chắc phải đụng xuống bị trời đáo mà ông kêu ông thả ôi trời ơi. Nó cướp nó dí nó bắn quá trời cuối cùng thả nó ra hết. Bắt được và luôn với thằng đào quỷ gạch với thằng kia. Mình còn 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 2, 1. Let's go. Đây. Đi xuống kiếm thằng nhà báo cộng đồng nó lại mới được. Đâu rồi ta? Blue có làm YouTube nha các bạn. Blue Khang Kim luôn nha các bạn. Qua đây ghẹo rồi bạn ơi. Qua đây. Bạn qua đây bạn ghẹo nè. Bạn qua đây. Thằng bó đời đó rồi. Ta điên đi. Sao mà đậm đây úp mặt xuống dưới đất luôn vậy. Tội quá vậy. Ủa sao nằm đây nữa rồi. Nằm úp cái mặt dưới đất luôn. Sao mình đi heo mi đây. Cứ nằm đó heo tiếp đi. Ngồi có người tới cứu. Để coi quỷ bó đời nó chạy đâu mất tiêu ta. Quỷ bó đời nó chạy đâu mất tiêu. Gọi nó lại lên cái gì. Đây đây đây, mọi người lên xe đi. Đi đi Nguyễn Hải. Alo, báo đời ơi. Đúng rồi, nó có cây gì gỗ á. Đi tông. Hình như trên bệnh viện còn một người đúng không ta. Xe đẹp quá. Em anh đang liên hệ với nhà báo nè. Qua bên đồn viết cho anh một bài báo. Rồi, để liên hệ với thằng báo đời đó qua. Cầm khăn sẵn nha. Chùm đầu đó không phát. Là mình bỏ lên xe mình dắt nó đi luôn. Để nó ở trong bệnh viện xong đi đâu ấy. Sẵn rồi. Anh nhắn rồi, nó kêu là đợi xíu để nó chạy qua. Không biết nó chạy qua thiệt hay không. Chứ em thấy Duy lái xe tông cục điện không đó. Đó là hậu. Trời ơi, delay đó em ơi. Mặt anh mà lái xe tông cục điện sao? Ok, mọi người xuống đi. Vô lấy khăn của bên mình. Lấy khăn bệnh viện to quá không lấy được. Lấy quần áo cũ cũng được. Nó hỏi biết báo gì mà qua đồn kìa. Lấy cái xe mình của nhà ấy. Lấy, có lá cờ mới lấy được. Hiện trường vụ án lúc này. Có. Đây. Ở đây còn nhiều viên đạn. Đây. Ở đây còn rất nhiều viên đạn rơi vãi. Đang dụ thằng báo đời nó tới. Anh em ai ở đây có trong người có căn xăng đổ vô con rớt này đem vô cất nha. Rớt này hết xăng rồi. Láo đi chứ. Ok, 100k. Có thằng mình thay đồ chỗ treo lâu lắm anh ơi. Ok, nó đoạn 100k nó mới chịu qua nè. Được, anh cứ kia qua đi, Ừ, một hồi qua xong rồi mình cướp hết tiền nó luôn. Ok. Bây giờ từ để mình tắt đồ mình làm dân thường, dân đen cái đã. Để đi tắt đồ các có cái hiệu vô cái đã. Trời nó vẫn còn hơi sáng nhẹ thôi. Có hiệu vô mọi người, có hiệu vô nha. Thằng báo này nó phải chết. Có gì có đọc chat mà. Nhưng mà nhiều lúc đọc không kịp. Rồi Khang ra cho thấy đi Khang. Để anh giải quyết cái thằng này cả đã. Rồi xong rồi. Rồi thằng quá đời đó rồi. Nó đi đâu rồi.
quên thôi mà mình sợ gì mấy thằng này mặc đồ luôn đi. Rồi mới vừa chết luôn anh. Ừ, anh kêu nó là qua viết báo hiện trường vụ án lúc nãy. Thằng này là nó phải chết. Đứng nó bêu rếu cảnh sát là nó phải chết. Anh cần lấy thêm dễ không? Lấy cho chắc. Có lấy cái dễ luôn, lấy cái dễ cho nó khỏi hét luôn. Nhưng mà nó đâu mới được. Đâu rồi. Okay. Qua chưa? À, mình viết thành cái ngôn ngữ gì luôn rồi. Quá đời quá đớm, nó đâu mất tiêu rồi. À, một hồi để mình đi từng cảnh sát luôn các bạn, xong rồi mình đi thêm một mạng luôn. Cho em tiền. Một mét. Không, cho em tiền 1 mét rồi. Gentoro. Xe nhà báo đi hơi chậm. Sao thằng Khang nó nhắn cái sao á sếp mình nó khóc. Chết thằng Khang rồi, đâu rồi, thằng báo đời báo đớn rồi. Thôi mình đi tuần luôn nha các bạn, sẵn thì hôm nay làm cảnh sát cho nên là mình đi tuần luôn. Đi xe ôm qua đại đi. Nhanh lên. Không thôi hết. Khỏi có 100.000 luôn, bây giờ thằng này nó giới bộ nó cứ nhầy vậy ta. Đây con xe cảnh sát của mình đây. Vận chuyển xong rồi nha các bạn. Ê! Cái xe kia nó quen lắm, khoan. Mình thấy có một cái xe nó quen cực kỳ luôn. Xe con mẹ cá con lúc nãy giống ai hết trơn á. Đây, tôi biết mà. Đây, xe của con Nhật các con. Mày chết, chạy á, mày khịa con quen các bạn. Trời, để tôi coi bạn chạy đâu. Dạ. Yêu cầu các đồng chí hỗ trợ, hiện tại đã phát hiện được đối tượng lúc nãy trốn ngục. Các đồng chí có nghe không? Nhận tín hiệu. Ok, đối tượng đang chạy về hướng hướng nào đây? gần chỗ bán xe cổ của tôi á các đồng chí. Con mẹ này nghi chạy về Văn Đảng là láo thiệt chứ. Cái hướng. Hiện tại đối tượng đang chạy về Văn Đảng rồi. Đi bàn Ba Lát. Ép nó cho nó chạy vô Ba Lát mới được. Có gì? Đù, nó có xe nó cover luôn kìa. Đầu mà nó bị còng tay mà còng vô nó chưa? Láo được chứ. Láo thì chơi nhục dữ vậy trời. Chơi gì nhục vậy bạn ơi. Chơi ra đây đi. Chơi mày đặt chạy về Văn Đảng rồi kêu là game ra. Ôi. Châm băng các con mày đặt đi chọc cảnh sát. Thôi đối tượng chạy thác là bỏ đi anh em. Mình chơi tiếp mừng thằng báo đời nè. Để mình đi đổ xăng ai các bạn. Láo thiệt chứ. Thôi nhục. Dòng cái thứ các con đi ra chọc cho đã xong rồi chạy về Văn Đảng. Ôi. Nhục quá mà. Đợi em xíu. Đang về liền. Bạn ra, thôi bạn ơi, bạn đổ xăng rồi bạn đi ngang bạn kiệu bóp kèn. Tôi thấy nè bạn ơi, bạn ngon bạn chạy qua đường nè. Chơi mà chơi chạy về ổ bạn. Chứ vậy đâu có ai phục đó bạn. Nhìn cái mò là biết chạy về rồi chứ làm gì dám mà chạy một được. Hôm nãy giờ mình like được gần 2 tiếng rồi ha ta. Ăn uống cái đó chứ thôi một hồi chết đói, nãy chết đói bị trừ hết một khúc máu. Nè anh em thấy chưa? 30 triệu, ôi trời ơi, giàu quá mà. Mình lệch kẻ may mắn. Rồi bây giờ xử thằng báo đời cái đã. Ôi trời ơi, hết chưa? Đi xe máy vậy té chết lắm các bạn. Té là băng hồng luôn á. Bỏ đời đâu rồi? Ủa nó đâu rồi? Cho 5 giây. Tới trễ trừ 10k trên 1 giây. 10 giây, ok.
Nhục cho nhục nhục. Hả? Em bà nó gọi bà là cá con á. Cái con xe quỷ này nó chơi đồ rồi. Này này, chuẩn bị nè. Cái bao chùm đầu lại. Ừ, chuẩn bị nè. Lấy cái giặt khăn rồi. Đây anh bây giờ lúc nãy ở đây có hiện trường á, bây giờ viết báo nha. Từ em đợi xíu để anh lấy đồ nghề trong túi ra cái. Rồi. Rồi xử nhanh lên, giải quyết liền ngay lập tức. Giải quyết liền. Chùm đầu vô xong rồi nhét khăn vô cái mỏ. Đây gõ chữ cái đó các bạn. Thằng này là cần phải bị đâm. Nghe bà kêu bà là cá con. Cá mọc chỉ khi có đàn em mà thôi, còn bình thường bà là cá con rồi. Chơi vui mà các bạn ơi. Mình với bà luôn quen lâu rồi mà. Chơi vui mà. Cho con lên xe thường đi, xe thường mới nhét vô được xe game nhét được đây này, cho con buffalo này. Đây, qua đây. Con đang mồm mà. Ok, em nhét cho đây nhé. Ủa, qua đây. Giờ chở đâu? Giờ chở đi đâu? Chở bên đường á, có cái đường bên đây nè. Phía sau trụ sở nè. Đây. Mình phải chở đi chỗ nào nó xa mà không có người ta đi thiệt. Cái chỗ của Mỹ Quân á anh. Chỗ nào? Cái chỗ của Mỹ Quân á. Cái máy bay bỏ hoang á. À, chỗ xa lắm em ơi, gần đây thôi chứ xa quá chạy mỏi chân lắm. Ở dưới, cái chỗ này. Chỗ thay dưới á. Mấy chỗ này nè, đố anh đố làm sao mấy kia biết được. Chỗ đây mình giải quyết được rồi. Hợp lý. Đây rõ chặn đường mọi người. Dạ. Chờ wow, không cái tôi luôn. Ủa. Rồi, giải quyết. Rồi em nói thật mà. Nè, hồi nãy em chửi đúng không? Đứng chửi cảnh sát đúng không? Lột cái khăn nó ra, lột cái vẻ ra. Chửi cảnh sát. Rồi đang bắn lộn mình đi theo xe, báo vị trí cho bên kia. Hồi nãy bên Ballad, bên Blue có báo là có một thằng nhà báo trả tiền để cứu Blue. Khai đi. Đâu có đó. Mình đem cái cây ba tông rồi, em có đem ba tông không? Cầm ba tông dục chân này mấy dục mới được. Cầm xé gió, cầm cái cây đó quơ xé gió. Xé gió không rớt cây ba tông, ừ đúng rồi, rớt cây ba tông vô mặt á. Xé gió đi em, đừng xé anh nha. Đúng rồi, ôi được lắm. Good. Nè, nói cho nghe nè, bỏ nha chưa. Lần sau mà đứng chờ cảnh sát như vậy á, thì đừng có trách tại sao mà nằm ở đây một lần nữa nha. Rồi được rồi, đi Jackie ơi. Nãy tình là bị thương cho nên là không có đòi tiền chứ không thôi đúng ra là còn đòi tiền mấy chục ngàn nữa đó coi chừng á. Đi. Hồi quýnh cái là được rồi. Đi lè mình không biết gì hết trơn á. Nãy giờ mình đi từng rồi đúng không Jackie? Lên xe đi từng mà không biết gì luôn. Ừ đi từng không biết gì luôn á. Rồi ok bây giờ mình đi từng nha các bạn. Mình đi từng thì mình ghé mình quýnh tài xỉu mới dán chơi. Quýnh thằng báo kêu quýnh gậy được rồi. Mình quên đem cây ba tông. Bình thường là mình ít khi nào cầm cái ba tông. Tác nghiệp vô tù đúng rồi, tác nghiệp nó đi, nó ngồi nó báo mà. Các bạn nghe cái Blue nó trả tiền cho thằng nhà báo đi theo nó cứu bả luôn á. Để dây là nó vô bệnh viện nó còn chửi nó, đâu rồi nó chửi gì đâu. Nó chửi là cái gì mà cứu dân cái gì á. Thằng này là chỉ có chết. Gõ nó vài cây cho nó biết. Ok xong nha, bye bye anh em nha. Đi tuần đây. Đây đó là sao giờ cảnh sát phải diễn giang hồ thôi, là giang hồ bây giờ cảnh nè, cảnh sát như này thì chết rồi, cơm đút vào miệng còn không ăn được, thế này thì bảo vệ ai đâu. Nó nhắn như vậy, nó đứng nó chửi, nó la làng.
Không sử dụng điện thoại được vì cầm tay. À quên, đã quên bỏ cầm tay cho nó hả? Để mình ra mình gọi cấp cứu cho nó. Cái nghiệp, cái thanh niên bị cầm tay. Quên quên, hồi nãy còn cái còng mà khi mà bị cầm tay thì không gọi điện thoại được. Thôi, để tình nó cũng viết báo cho mình. Nó bị cái chỗ bán xe của mình mấy lần, mình ăn mắc lắm. 100 nghìn một bài. Không phải nó bị lag mà nó bị khựng khựng cái kiểu gì các bạn mình thấy rồi. Mình từ cái màn hình game của mình rồi, ok. Màn hình game của mình không có để full màn hình đó các bạn thì nó bị khựng á. Để xem ơi. Ok, từ để xem có ai nhận cuộc gọi của mình cái đã. Rồi ok, đã nhận rồi. Có người nhận rồi. Thôi thôi, phát biểu đi, anh em phát biểu mạnh dạn lên. Bây giờ mình đánh tài hay xỉu nè, 5.500 người đang xem nè, đánh tài hay xỉu nè. Mình đang có 30 triệu trong người, mình sẽ rút ra 20 triệu mình quýnh. Tất tay 10 triệu dán đầu tiên. Nhưng mà phải xem coi là mấy thanh niên kia cược có công bằng hay không, với mấy thanh niên kia những lúc cược tập bậy lắm nha. Hên xui. Dán hồi nãy là ra tài nè. 10, 6, 2, 2, 10 tổng điểm, cược 550, ăn nhiều nhất được 540. Nên là nó cược có 200 mấy à. Hồi nãy là ra xỉu, cược 2 triệu mấy, ăn được 360. Mấy thanh niên kia mất tiền hơi nhiều. Từ từ nha các bạn, chat từ từ thôi nha, chat từ từ thôi nha. Thôi mà hồi mình bật chat chậm lên á. Các bạn đừng có spam nhiều quá, mà các bạn chỉ chat một lần thôi. Nếu mà chat nhiều là mình block đó. Rồi đợi xíu đi, cuốn nó tới cái nè. Cũng nó tới chưa nữa. Từ từ các bạn comment ít thôi được không? Để mình bật chat chậm lên chứ các bạn sẽ bám kiểu này chết. Chat chậm ở đâu ta? Bật chat chậm ở đâu ta? À đây. Ủa tính ra mình có bật luôn rồi chứ. Mình bật luôn rồi á. Tính ra là lúc nào cũng bật 15 giây luôn á. 15 giây chắc không đủ nữa. Cuốn em này có tới không vậy? Đây, nghe tiếng cái này. Mình nghe tiếng phía sau đúng không? Tôi nghĩ ông nội này ông đi đường vòng quá. Từ từ các bạn, bình tĩnh. Ai nhận cuộc gọi mình đó ta? Ai cấp cứu kìa. Ê, ui. Thấy không ta? Mày cấp cứu thì nó biết đường vô không vậy? Để bỏ còng này ra cái đã. Ok. À, cấp cứu này nó đi ăn 2-3 người xong nó mới trở về. Ok, bây giờ mình sẽ đi tuần trước rồi đã bạn, tới giải nghiêm cho ta. 22 giờ tới giải nghiêm. Ôi, ok. Ông kia ông chơi đội mà ông cũng biết được là thông báo giải nghiêm. Nghi vô các bạn nhìn mấy này nhìn như mấy hàng trộm cắp không? Sao nó dừng xe luôn vậy? Ôi nó xuống xe luôn kìa. Kiểu cha này cái nha. Kiểu cha nhẹ cái ha. Đồng chí đi đâu đây? Đi đâu giờ này đêm khuya vắng đi đâu đây? Hiện tại là tới giờ giới nghiêm rồi đó. Anh có biết không? Sẽ 1 triệu chạy ra cầu nhảy. Chưa 1 triệu mà nhảy cái gì bây giờ? Đánh tài xỉu hả? Anh vui lòng đưa chứng minh cũng như là bằng lái cho tôi kiểm tra cái. Vì giấy nghiêm cho nên là bắt buộc phải kiểm tra, anh thông cảm à. Chí bảo hoàn thành, ok chưa có giấy nghiêm quân sự. Rồi bằng lái xe nữa, xe này sẽ dính chủ của anh đúng không? Lái xe, xe tải, ok. Rồi ok, bây giờ vui lòng đứng yên để với tôi lục soát người nha. Sạc mi lấy găng tay từ
trong túi ra đeo vào. Mệt quá bỏ đi. Xác. Súng, câu cá, nước, hamburger. À, trong người anh tôi phát hiện được hai khẩu súng. Vui lòng cho tôi xem đây là súng gì và anh có giấy phép sử dụng súng không? Súng của quân đội. Ủa này quân đội hả? Đâu anh cho tôi xem thẻ ngành cái. À, nãy tôi chưa thấy thẻ ngành của anh. Quân đội thôi cho đi. Cái gì đâu. À ok. À, sẵn anh báo radio anh kêu yêu cầu đồng chí Nhật Hoa đi lên trên chỗ anh đi, tôi qua tôi gặp một xíu, đừng có nói tên tôi nha. Yêu cầu đồng chí Nhật Hoa. Ok ok rồi anh đi đi, anh đi đi, đi đi. Chào anh nha. À, mình kêu quỷ kia ra mình chọc nó chứ, này quân đội thì thôi đâu bắt chi đâu. Quân đội thì anh em nhau cả à. Trước mình cũng từng cho quân đội mà. Đi qua đánh tài xỉu, thanh niên này cũng đánh tài xỉu đó nè. Tài xỉu đi đường này ha, ok. Nó vừa đi tuần vừa đánh tài xỉu các bạn. Sao đâu, sao đâu. Đây rồi, sòng bạc lớn nhất thành phố đây rồi. Cái sòng bạc này mà nó hên là nó là cho tổ chức chính phủ cho phép á chứ. Nó không cho phép là ập vô trời hơi bị sướng luôn á. Đánh bài tại trận. Bạn tôi mà thấy bạn tôi bắt bạn á, mà đừng trách tại sao xui. Sao Nghĩa Minh thấy mà nãy giờ trách nhảy ghê quá anh nhìn không có kịp. Có ai quen mặt không ta? Không không ai quen mặt hết trơn á. Ê chà, đông dữ nha. Để mình xem thông tin đồng coi hiện tại là tài 250 xỉu 150. Mình khá là khoái đánh tài. Ơ lộn. Ông đi đâu đây? Mình khá là khoái đánh xỉu cho nên là mình sẽ đánh tài. Cực chịu vô tài nha. Ơ gì vậy? Rồi, nó ra thôi. Chào, ai đây? Giọng ai vậy? Giọng ai quen vậy? Giọng cô hồn nào quen vậy? Không không nghe được, không nhìn được cái mặt luôn á. Đó, nà háo thua đó. Ồ à, sếp hả? Nãy trần ghê vậy. Nay đập đá không sếp? Xăm mình được nữa chứ. Rồi cho em vậy cục đá đập chung với sếp ơi. Ngứa miệng, ngứa tay, ngứa chân quá. 200 kg, 200 ngàn. Láo. Rồi bây giờ cho miễn phí xài thử coi nó tốt không á, đã chứ chưa gì chân đòi tiền rồi. Rồi tốt lắm. Tôi thấy ông chơi là tôi biết tốt rồi đó. Tôi thấy ông chơi là tôi cũng biết ông tốt rồi đó. Ây da, đặt dán đầu ăn luôn kìa các bạn. Đúng không? Tôi đang đặt tài đó. Gì à? Gì sếp? Gì sếp? Vô coi anh em mọi người đứng cách xa ra, yêu cầu mọi người đứng cách xa ra một xíu nha. Yêu cầu mọi người đứng cách xa nhau ra tối thiểu 2 mét. Ai không tuân thủ sẽ bị bắt phê đồ. Đó. Cách xa ra nhớ là đứng cách xa ra. Vô đánh bài rồi chứ không có đánh bài chứ không có đứng sờ sờ mó mó đây, cách xa ra. Quỷ thì nó không nghe vậy chứ. Cảnh sát à, ông ngáo ngáo ông cho lên chùm của chùm luôn rồi. À thanh niên này nhắm xe máy vô hả? Súng điện ngon gì ta. Thằng kia nó gì sếp, súng điện với súng đó, súng này bắn khá là sếp nằm á. Thằng kia nó chạy xe máy vô rồi sếp. Dứt nó không? Kìa. Đù, thằng này láo thiệt chứ. Điện như thằng nó bị về, nó bị. Sao nó không tái xe? Ủa? Ủa sao nó không tái xe? Sao mình bắn nó mà nó bị tái xe? Yêu cầu xuống xe nhanh lên, xuống xe. Ủa nó bị gì vậy các bạn ơi? Delay nó chạy ra tới đâu luôn rồi. Chạy ra tới đâu luôn rồi. Không, mới ăn tài được 1 triệu nè các bạn. Bị kích luôn rồi. Mới ăn tài được 1 triệu rồi, để xem rồi. Mình có 3 triệu trong người rồi. Tất tay 5 triệu không? À, tất tay 3 triệu chứ. Xỉu 400 mấy, mình nghi vấn này nó ra xỉu quá à. Mình nghi đợt này nó ra xỉu, nó không ra tài nó đâu thiệt. Mình đang có rất là cảm giác nó ra xỉu. Mình lỡ nó ra tài sao ta?
Nghi quá à. Xỉu đặt lên triệu mấy rồi hả? Ây da, cũng hấp dẫn nha. 30 cổ mà mua xe gì? Trời, tôi bán xe cổ ở đây mà giá xe cổ tôi nó bằng mấy con siêu xe luôn. Có nhiều thanh niên đem siêu xe tới đổi luôn mà tôi cũng thèm đổi nữa. Mấy ông tuổi gì? Dân chơi tôi đi xe cổ với ai lại đi xe xịn đúng không? Tài tiếp hả? Còn 160 mấy giây nữa lận. Từ để xong hết đợt này rồi đi tuần cái nha các bạn. Chứ tài cờ bạc ngoài không tốt đâu. Thiệt, mà nó thiệt, cờ bạc không tốt đâu. Cờ bạc nó hư người hết. Mình đang có 3 triệu trong người là mình đang lời rồi đó. Cờ bạc một hồi đó là hư người. Các bạn nghe mình đi. Bạn Duy ấy. Sao sếp? Bạn Duy sao không coi hàng ai đặt cái tài xỉu đó ơi. Nè, đây đang đứng ngó nè. Coi đặt cái gì bây giờ. Đi cầu thôi, anh ra ơi. Tài 999499 xỉu 1 triệu tư, còn 120 mấy giây nữa lận. Cầu anh Duy ơi. Hả? Nhảy cầu anh nghe, nhảy cầu, nhảy cầu à, thôi, anh mới ăn được dán rồi, nhảy cái gì, ăn cây kia rồi. Nhảy gì mà nhảy, dân chơi, ai chơi nhảy cầu. Tức tay nữa chứ. Tài xỉu đây, dán này là tài hay xỉu. Tài xỉu 4 người lên được 1.6 triệu. Tài 2 người được 500. Còn mấy giây nữa mà, để tầm, để coi tầm 90 giây, tầm 60 giây, 30 giây nữa đi. Nghiện là anh đâu có nghiện, mọi người tin anh đi thiệt, không có nghiện. Hai tài một xỉu, mình nghe giấc này nó rất xỉu. Nhưng mà quýnh tài tiếp nha các bạn. Bây giờ chơi tài hay xỉu nè, để coi. Hồi nãy dán trước là tài đúng không? Mình có cảm giác nó ra xỉu lắm luôn á, thiệt. Cảm giác của mình nó ra xỉu lắm, không xỉu đi. Mình nghĩ nó ra xỉu. Chịu thôi, quýnh nhỏ thôi, quýnh chơi, quýnh theo cảm giác của mình đã. Quýnh thử xem sao đã, 52 giây nữa lận. Ok, xỉu 2 triệu rồi, bây giờ mình đi thay mặt nạ đi tuần nha. Tại vì cái mặt nạ của mình hiện tại nó đang khá là kinh tởm. Nó ghê lắm các bạn, để mình thay một cái mặt nạ xịn hơn. Anh làm gì tất tay. À, anh đánh xỉu nha, đánh xỉu rồi các bạn. Bọn mình mờ dán trước rồi, dán trước hôm bữa anh chụp hình đó nè. Rồi con xem mình nó bị lát rồi, nó đứng đây nè. Xem nó đâu đây nè. Đó đó, các bạn thấy không? Biết ngay mà. Xe này, ngay đây. Bị thằng cô hồn nó tông vô xe mình đó. 1M1 mua được xe gì? Được nhiều xe lắm nhưng mà nó không có ngon thôi. À, đồng chí gọi đồng chí Nhật Hoa lên chưa? Ủa? Đánh bài bạn ơi. Vô rồi bạn, làm mấy trận bạn. Tôi mới làm kèo rồi bạn ơi. Nó đụng ra tài kìa. Tôi đánh xỉu ra tài kìa, láo thiệt chứ. Trời ơi, vậy là bạn mất tiền rồi. Ông sẽ ông đánh theo mình. Ông sẽ ông đánh theo mình. Từ để mình đi đổi mặt nạ cái đã. Khóc luôn. Ra nó ra tài các bạn. Hai dán rồi mình đặt xỉu nó ra. Nãy mình đặt tài xong rồi ra xỉu. Ủa, đầu tiên mình đặt tài ra tài xong rồi đặt xỉu ra tài. Tài hoài thôi ra xỉu giờ. Từ nhà tới bệnh viện các bạn phải đi chậm lại nha. Đó, chậm lại. Rồi master beat. Có gì đây mà xe đậu dưới đường rồi. Đánh chơi không sao đâu, mình vẫn quậy vốn mà các bạn. Ơi lo gì. Đậu sai vị trí 10k. Ủa, xử phạt chứ vậy? Xíu phạt được chưa ta? Ủa nó bị gì, nó không xử phạt được các bạn ơi. Xe này nó bị lát, nó bị đơ, nằm dưới đường á. Không xử phạt được. Ông xe ông kêu khóc luôn à. Nãy ông đặt ông đặt thêm mình hay sao á. Chuyến đầu mình ăn xong chuyến sau ông đặt thêm mình. Ông mà ông đặt trước mình mà. Tại vì mình đặt cái kia. Ông đặt trước mình. Ồ, nó tai nạn kìa, trời ơi, tội nghiệp thằng nhỏ chứ, trời ơi, nó lăn. Mà thôi, mấy này mình không giải quyết, mình ra mình đổi cái mặt nạ của mình cái đây. Đây, shop cửa hàng mặt nạ đây nha các bạn. Rồi đổi mặt nạ mình nó xấu quá. Sao, bỏ dán này, để coi dán này nó ra gì, dán này ra tài hay xỉu. Hôm bữa mình ăn là mình ăn cây xỉu đó chứ, mình đâu ăn cây tài đâu. Mình ăn 18 triệu ăn cây xỉu, mình khoái cây xỉu hơn.
cảm giác ai cũng đặt tài á, nó đã xỉu. Bữa mình ăn là mình ăn nhờ mình đặt xỉu á chứ. Không sao, mình giàu các bạn ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, để mình đi Rồi đây cái mặt mình đây đúng không? Đây đây, ok, sáng quá vậy. À, hình khẩu trang nè. Mặt nạ mà phiến quân thì phải đem mấy cái này với mình đâu phải đâu. Cái mặt là mắc cười quá. Để coi có cái mặt nào hợp lý không. Kiểu nó giống giống hình khẩu trang cũng được. Tầm này đeo khẩu trang là hợp lý rồi, các bạn ra đường nhớ đeo khẩu trang nha. À, quên hạn chế ra đường luôn chứ, ra đường chi tầm này. Ai đâu qua đó đi. À, này nó không giống khẩu trang mà nó ghê quá các bạn, nhìn nó. Các bạn có thấy nó ghê không, nhìn nó kinh dị sao á. Nó màu mè hóa nó hẹo à. Mình nít cái hàm râu của mình hơn. Nhìn nó ghê quá à. Nhìn là biết đeo mặt nạ liền luôn. Râu giả vẫn là the best of the best. Trời, mấy cái mặt này tối ám ảnh luôn rồi. Mặt như mặt chó vậy. À đây đây, đâu đây, đâu đây. Được rồi, mới thấy cái râu của tôi đâu rồi. Đây 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 đây. 147, 146. Đó. Thôi mình đeo râu thôi các bạn. Chứ nó không có. Rồi rồi trời đó, các bạn nhìn cái mặt nạ nó ra, cái khẩu trang nó ra màu xanh nhìn nó ghê quá à. Nhìn nó kỳ cục sao á. Nhìn nó không không có thích. Nhìn nó màu xanh á. Nó phải ra màu thấm thấm thấp thì nó hay hơn. Đại Covid đúng rồi. Nhưng mà đeo cái râu là được rồi. Rồi giờ ra tuần tuần xong rồi cái ghé thử khu tài xem coi. Ôi, đi ngược chiều, đi ngược chiều, đi ngược chiều tấp vô, đi ngược chiều tấp vô, nhanh lên. Chạy hả? Yêu cầu tấp xe vào lề. Chạy ngược chiều chứ. Này là phải ăn tiền, mình mới vừa bị thua mình phải ăn tiền. Bo cua không mang xếp. Tắt máy xuống xe. Nhanh. Cái này là các bạn, cái kèo này các bạn phải bắt nó tắt máy xuống xe trước nha. Tắt máy xuống xe. Rồi mình mới xuống xe theo chứ không thôi mình xuống xe là nó biết. Giơ hai tay lên, giơ hai tay lên, yêu cầu giơ hai tay lên. Mới gặp lúc nãy gặp nữa, đi ngược chiều rồi quay đầu lại chạy nữa. Bây giờ tuy là anh là trong quân đội nhưng mà bây giờ anh không đeo phục hiệu nữa thì anh là dân thường, tôi sẽ phạt anh như dân thường nha. Giờ giới nghiêm, đi ngược chiều và không tuân thủ theo hiệu lệnh của người cảnh sát giao thông. Tấp xe gì mà tấp xe, đi rõ ràng đi bên kia, quẹo tới bên kia luôn, đụng mặt xe tôi luôn, chạy hết trơn nè, thấy không? Bể cái đèn xe luôn nè. Đây nè anh coi nè, cái này mà xe này lấy sệt mà đem vô là phải biết bao nhiêu tiền để làm lại anh biết không? Thay mới hết luôn á. Nào sẽ điện thôi. Thôi bây giờ cái gì 5k nghèo dữ vậy hả? Thôi trong túi tôi nó đang mở ra nè, anh nhét lại lẹ vô đi rồi tôi với anh đi thôi chứ thôi cộng đầu vô tù á. Sao nên kêu còn cái 5k đây thì là nó mới đã gì? Tài nữa hả? Ôi. Ông sếp mới ăn được kìa, sếp ăn được 600 mấy kìa. Vậy là giá này ra xỉu, giá này mình chắc chắn ra xỉu 499. Thôi đi lẹ lẹ đi, nhanh lên, đi lẹ đi. 45.000 đô cũng sửa được xe rồi các bạn. Thằng này nó phá game chứ nó không phải là kiểu đi chơi nữa. Mình thấy nó lượn lượn chỗ mình hoài à. Mà cái khu tài xỉu đó nó lượn xe vô nữa chứ. Dạ dạ dạ. Đi hái cần, tầm này anh là cảnh sát mà đi hái cần. Trời ơi, đủ đi hái cần kìa. Trời ơi, các bạn coi được không? Ông đi lộn đường, đi đường kia mới đúng chứ. Rồi thẳng tiến lên khu tài xỉu.
Không, anh nghĩ là tài tầm 4-5 lần là nó sẽ nhảy một cái là xỉu. Tất tay nè, bây giờ tất tay nè, để rút tiền, tất tay 10 triệu nè, dáng này xỉu nè. Tất tay 10 triệu xỉu. Các bạn tin mình đi. Nó là xỉu thôi, mình xỉu tại đó. Coi đây có máy ATM, đây bên này có máy ATM nè. Dừng chơi, sợ gì mấy cái này các bạn. Tất tay đi nghe mình. Còn nó không ra thôi. Ồ, đây có ngân hàng mini luôn. Rút tiền 20 triệu. Rút tiền bữa mình ăn được chứ không gì chứ. Rút vô lận 5 triệu thôi. Ác gì ngân hàng gì kỳ cục vậy. 5 triệu 17 triệu thôi được rồi. Tôi thấy mình còn 15 triệu. Mình rút 17 triệu để coi mình ăn được không nha. Bây giờ mình mà cầm mình cầm 10 triệu mình quýnh nó ra được, ăn được 20 triệu là mình nói thiệt cái mình mua xe mới liền luôn. Mua xe từ cửa hàng của mình. Tất tay nha, 10 triệu xỉu nha. Chắc chắn nó sẽ ra xỉu. Còn nó là xỉu thì mình xỉu. Nhưng nó bật cờ chạy ra cược lẹ lẹ thôi. Nó hết giờ, nó nhảy qua dáng khác bây giờ. Wii chết ra. Đề nghị bà con chết ra. Tôi tới đây. Ủa mình có tông con kia không vậy? Không đâu có đâu. Xe quỷ tabu nè. 10 triệu xíu. Tài cái gì tầm này. Xíu. Không có tài được. Đặt đi, đặt đi, đặt đi. Đặt tài kia. Tất tài vô xỉu, tất tài vô xỉu, tất tài vô xỉu. Đặt tài. Tất tài vô xỉu thử đi, tất tài chơi. Tất tài chơi này anh em bỏ tiền mình vào mà đâu sao đâu. Tất tài vô tài, đúng rồi, tất tài vô tài, tất tài vô tài. Đúng rồi, tất tài vô tài. Ok, tất tài vô xỉu. Ủa. Rồi xong cái tiền ra tài. Sao đâu bạn, mình vào bạn, mình là đại gia bạn ơi, mình là đại gia. Mình ra mình cái cầu cái đã. Phải không? Thiệt gì không? Nó ra ông ta, nó ra ông ta, mình rung quá các bạn ơi. Gì vậy, gì dí theo quýnh ta vậy? Gì vậy? Cái gì vậy? Người giàu để người ta đặt tiền, người ta dư mà, giàu mà, làm gì ghê vậy? Giàu, tiền này là đồ bỏ, tiền lẻ thôi. Tiền lẻ. Tại xỉu đây, tại xỉu. Mình ngồi mình uống nước. Đi đây nhảy cầu với em đi. Thôi, mày đặt theo tao chứ mày. Xỉu, mình chắc chắn là xỉu, nó không xỉu thì mình, nó không xỉu thì mình xỉu. Nó ra cái gì? Xỉu, nó không xỉu là mình xỉu, nó không xỉu mình xỉu đây. Trời ơi. Tôi nói là xỉu, anh em tin tôi đi. Tôi nói là xỉu, anh em tin tôi đi, thấy chưa? Nghe tôi là được rồi. Các bạn nghe tôi là được rồi. Thôi tôi đi, ăn trời ơi. Ai trả lời quá các bạn ơi. Mình rút nó, tôi nói tất tay xỉu. Ôi ôi, nó ra xỉu kìa trời. Ây dồi. Lọc cái gì? Lọc cái gì mà xinh xinh rồi tao mất lọc mày. Đi gửi tiền không? Ôi ôi. Bây giờ mình gửi 10 triệu, 15 triệu vô là mình còn được 10 triệu trong túi luôn các bạn. Ây ngon vậy. Tự nhiên gom được, ngon dữ ta. Wow, bây giờ đặt tiếp nè, chơi tiếp rồi. Ê nào nào, lọc cái gì anh em tránh ra. Tất tay tiếp nữa nè. Tất tay nữa không ta? Tất tay nữa không ta? Làm giấy nữa anh. Ây dồi. Tất tay hai dáng rồi đó các bạn. Bữa trước tất tay lần 18 triệu thôi. Để coi. Sao bạn chọc, bạn đặt cái gì bạn chọc? Đặt tài. Tung cả sắp nhưng mà mình sẽ đặt tài. Đó. Nguyễn là cộng tay vậy. Này là láo quá đi. Nguyễn là cộng tay vậy. Trời ơi, cộng tay thì người ta dễ đặt cược được thôi sếp ơi. Tài hay xỉu nha. Lập kỷ lục hả? Tắt tay cái nữa hả? Để con thì 200 mấy giây nữa cho người ta chơi nữa chứ. Thôi nãy xỉu tất tay lận rồi, từ từ để suy nghĩ kỹ tăng dáng này để xem tất tay cái gì đã. Anh em cứ bình tĩnh.
xỉu nữa. Bây giờ mình xỉu nên mình xỉu trên cây xỉu thì mình được, chứ mình xỉu trên cây tài là chết á. Mình nghĩ là mình nên đặt tài, hồi nãy nó đã xỉu rồi, không thể nào nó sẽ ra xỉu nữa. Mà biết được nó ra xỉu sao, gấp đôi tới chết. Ủa mình đang thắng mà gấp đôi chi nữa. Tất tài rồi. Để coi ai đặt cái gì rồi, để mình thêm xem thông tin coi. Cỡ Ritmart Patterson đặt 350 vô tài, Nguyễn Quốc Vinh đặt 300.000 vô xỉu. Hai người xỉu. Xỉu tiếp à? Thôi đừng có dụ, dụ là bay tiền. Đặt tài á Duy ơi, tài á Duy ơi, tài á Duy ơi. Nào nào, để em, để người ta suy nghĩ, để người ta tụng kinh thử xem nó ra cái gì. Anh em cứ bình tĩnh. Thằng chọc độc, đặt đi chọc. Chọc đâu rồi, đặt đi. Đây bạn, mình đặt đây. Thằng đi bạn, nhanh lên bạn. Không, nó rồi chỉ đó, cho cược tối đa là 10 triệu nha các bạn. Có tối đa một lần cược là 10 triệu. Quỷ này đánh ít vậy? Quỷ tabu trận nó đánh có 300 nghìn vô tài à. 121 giây nữa. Tất tay dán nữa nha. 113 giây nữa, từ từ, các bạn phải đợi, từ từ. Từ từ. Tài hay xỉu. Tài xỉu. Thằng quỷ nhà báo. Bài hát kiếp đã đen Duy mệnh trình bày. Mình nghĩ dáng này, bây giờ dáng này mình không biết được nó ra tài hay xỉu nữa. Tại vì bây giờ nó là hên xui, mình nghĩ dáng này nó có thể là sẽ ra tài. Tài rất là cao, mình sẽ đặt tài. Tất tài vô tài nha các bạn. Tất tài vô tài. Tài 3 triệu đó hả? Tài 3 triệu đó hả? 5 triệu. Từ từ. Tài mình nghĩ nó là tài, nhưng mà nó ra xỉu nó thì mình xỉu cái nó không sao đâu. Mình còn được 15 triệu mình quýnh được. 15 triệu là mình huề vốn á, hồi nãy mình rút ra 17 chứ. 17 15. Chứ là mình đang lời 10 triệu. Không sao, mình rút tiền trong cái kêu của mình ra được. Trời, tiền bán xe mình có. Tất tài tài. Tài đi. Tài đi, anh không có nghiện. Tài đi. Không có xỉu đâu anh em cứ tin anh. Dán nữa thiệt, dán này mà mình ăn nữa là mình đi nó đánh bây giờ nữa đâu, không bao giờ đánh nữa đâu, trừ khi nào mình hết tiền mình đánh nữa. Có người tài á, giọng này quen vậy, giọng có 4-6-8-5 con thiên thu, con cá con, ai quen vậy, con cá con á. Tài đi. Thôi thiệt là cái người nào nói là bay về bệnh viện đó. Tài đi, mình không dám nhìn các bạn ơi. Tài đi cho mình lên. Ồ, nó ra xỉu kìa, trời ơi. Tài ta chân con gì. Nếu mà mày không nghe lời tôi. Đâu rồi. Nào mới kêu đâu rồi. Rồi sao, đánh tiếp. Gấp đôi tới chết. Ok. Cái tài này, cái này cái tài. Gấp đôi tới chết. Cái này tôi quất 1 triệu vô tài nè bạn. Thôi bạn ơi, tôi đặt ngược với bạn ơi. Để tôi gấp đôi tới chết. Buồn quá, à, nó không ra tài. Nghe đầu anh bay 12 triệu. Ok đó, tôi đề bài rồi đó. Giọng thằng quỷ nào nó vậy? Anh em bình tĩnh, anh em bình tĩnh. Tôi đề ba rồi. Mọi người đi ra, tôi đi. Để coi, mình nhanh còn 15 triệu các bạn ơi. Tất tay dán nữa mình ra giấy cầu vừa rồi. Được rồi nè. Mình ra dán nữa là giấy cầu vừa rồi. Mà giờ mình ăn vô thì mình ăn giống như lúc nãy thôi. Coi như là mình đánh 10 triệu, mình ăn được 8 triệu à. Ăn nó 10% vô nhà nước rồi. Mình lời được 8 triệu mà mình đánh rồi mình tới mình càng đánh mình càng lỗ đó chứ. Trừ khi mình phải ăn liên tục rồi mình đánh mình gỡ là mình sẽ mất. À 3 triệu, xỉu 2 triệu mấy. Những người góp đôi tới chết sẽ sớm tịch ngộ. Thôi, nói chung là đánh chơi vui, cái này chơi vui mà các bạn. Ôi vậy xỉu hay tài? Tết tên rồi, đánh đại đi, đánh nào cũng được. Cái nào thì cũng mất tiền như nhau thôi. Xỉu. Giọng con mẹ kia mới lượn lượn. Lượn lượn, quýnh quýnh. Rồi, chỗ nào coi. Chỗ nào coi. Chỗ nào coi. Bắt. Ê! Cá con. Con.
Con cá con. Rồi đứng nó đi, đứng nó đi, đứng nó đi. Giờ dán này là tài là 4 người, xỉu 2 người, tài 3 triệu, xỉu 2 triệu mấy. Ây da. Còn thở là còn gỡ. Tất tài dán nữa. Tất tài tài cái nữa bạn. Tất tài 10 triệu. Nó mà ra xỉu nữa là tôi đi ngủ luôn. Rồi, tất tài tài 10 triệu. Các con đứng đó chơi đi. Áo thì chứ tao đeo mặt nạ rồi mà. Ủa cái giọng bà nói bà đeo mặt nạ bà đừng nói chuyện. Tôi bà đặt ở trần luôn nữa chứ. Thôi nói chứ đi các bạn ơi. Chơi vô thôi mà, tiền mình trong kho mình nhiều. Bây giờ mình về mình ra cầu mình đứng sẵn các bạn. Mình ra cầu mình đứng sẵn coi nó làm sao cái đã. Có không khí Tết của mọi người sao rồi, xe cộ đi qua lại có đông trên cầu không? Rứa xe mình càng ngày càng móp như ta. Con đường gần nhất đường đây, ra đây cây cầu đây. Ra thử xem coi nó là bao nhiêu, mình sẽ gieo mình xuống dưới cây cầu này. Gấp đôi cho tới chết. Ok anh cảm ơn Nghĩa Minh nhiều nha. Đứng sẵn, đứng sẵn, đứng sẵn, đứng sẵn. Đứng sẵn. Xe cờ rai. À hu hu hu, khóc cái gì tầm này nó đứng luôn đi. Trời, đánh mấy lần rồi khóc gì nữa. Mình thua thì mình mất hết. Mình còn 20 triệu thì mình cũng lỗ có 10 triệu rồi, không sao. Hồi đầu mình có 30 triệu. Trong người không tính, trong túi mình cái đó dễ mà. Gấp đôi tới chết. Đứng ăn bánh rồi đã đói bụng quá. Thôi thôi thôi, không có sức tướng nha. Ê thằng kia, nó lao đi. Nó đẩy mình xuống kìa. Thằng kia. Trời ơi, nó đẩy tôi xuống kìa trời. Lao đi chứ. Nó kêu không không không, nó đẩy qua quán té bà đó luôn. Thằng Khứa khi em chưa kịp bụng dù nữa. Thằng Khứa khi em... Trời ơi. Tôi chưa có kết quả mà nhảy đâu rồi bạn. Thằng con hồn nó đẩy tôi kìa. Cái thằng kia nó đẩy tôi. Thằng Nguyễn Khiêm. Thằng nào đẩy? Thằng Khiêm bà giết nó bà le lấy cái đầu nó về tôi như lên 5 triệu tiền thưởng lấy cái đầu nó về. Cảm ơn nó đã đợi tí. Lão thiệt chứ. Té lòi em ơi, té lòi em ơi. Chưa kết quả nữa trời. Oh no. Ủa bên em có lớn không? Không vừa em ơi, vừa rồi. Nào 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 nào, kết quả. Ôi tài kìa. Không sao, mình chết trên cây tài thì cũng được các bạn ơi. Mọi người có 23 triệu rồi, hồi đầu mình được 25 triệu lần. Ủa gì tính ra mình lỗ chứ. Ủa đánh 10 triệu ăn 8 triệu. Ây da nó cán mình kìa. Trời ơi. Ủa này ai quen người ta? Ai quen người ta? Ai mặc áo quần jean quen quen vậy ta? Cái mặt nạ cả sếp. Gì xe cứu thương đông vậy? Cái gì xe cứu thương đông vậy? Xin chia buồn cùng đồng chí Nhật Duy đã bị tử vong khi gì? Bị tử vong vì việc nhảy cầu. Ông trời đã tiếc thương một người sĩ quan Nhật Duy đã tới quan trước lúc làm nhiệm vụ ở casino. Không sao. Thằng Nguyễn Khiêm. Gì vậy? Ôi ơi, gì dành bệnh nhân tùm lum vậy? Bên này dành bên kia vậy? Cái gì mà dành tùm lum? Dành bên này dành bên kia. Sao chết đi đồng chí ơi? Giàu quá rồi, giàu quá, xe cứu thương nó tới nó đón quá trời luôn. Đúng. Thôi coi như là giờ này là sao ta, mấy giờ rồi? 10 giờ mấy rồi đúng không? Giờ này chắc là mình cũng sẽ đi off stream cho các bạn. Live nãy giờ được 2 tiếng rưỡi rồi. Xe cổ nhiều bán 5 triệu. Thằng quỷ báo đời nó lên báo thằng bậy đập bạ không à.
Rồi cái đâu hồi nãy là ông đập đá đó chứ, ông Long đá ông chơi đó chứ. Ông Long đá ông chơi, ông lên ông chơi để tiếc thương cho một người sĩ quan Nhật Duy đã tử vong trong lúc làm nhiệm vụ ở casino. Không thiệt chứ. Rồi ok, đó là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái buổi stream hôm nay nha. Mình off nha các bạn. Nghỉ hẹn các bạn ngày mai chắc là mình ra video, ngày mốt hên xui tết này mình cũng hơi bận, nhiều lúc mà nếu mà các bạn buổi chiều thấy mình ra video thì có thể là tầm tối mình sẽ livestream cho các bạn xem nha. Sắp tới thì mình cũng sẽ chơi lại mấy game lái xe, là bị lâu rồi cũng không có chơi á, cho nên là hẹn các bạn trong thời gian tới tết thì mình sẽ chơi lại mấy game lái xe các kiểu. Ok, chúc các bạn ngủ ngon. 2 tiếng mấy rồi mình cũng mệt, nước quá trời rồi. Rồi bye bye các bạn nha.